Thị kiến cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô. Theo lời kể của chị Katarina Emmerich, tác giả Clement Brentano. Vài nét tiểu sử chị Anna Katarina Emmerich. Tôi hoàn tất nơi thân xác tôi những gì còn thiếu trong các nỗi đau khổ của Chúa Giêsu Kitô vì thân mình Ngài là giáo hội. Anna Katarina Emmerich sinh tại thôn Flamske gần thành phố nhỏ Coesfeld trong miền Westphalia thuộc nước Đức vào ngày 8 tháng 9 năm 1774. Ngay từ khi còn rất nhỏ, chị đã có lòng đạo đức đặc biệt. Vì thế, chị đã xin Thiên Chúa đưa chị ra khỏi thế gian này trước tuổi mà chị có thể xúc phạm đến Ngài. Từ đó, chị được hưởng nhiều ơn hiệp thông với thiên đình. Thiên thần bản mệnh của chị đã hiện ra với chị trên đồng cỏ dưới hình thức một mục đồng trẻ đến vui chơi với chị. Chúa Giêsu, Mẹ Thánh Ngài, Thánh Giuse, Thánh Gioan Tẩy Giả đều lần lượt đến với chị dưới hình dáng những em bé cùng tuổi với chị và cắt nghĩa cho chị ý nghĩa sâu xa tàn ẩn nơi những cây cỏ và các bông hoa. Khi lớn lên một chút thì để tuân theo ý kiến của bà mẹ đạo đức cũng như theo khuynh hướng của trái tim chị, khi nào đi nhà thờ chị thường đi trước hay đi sau những người khác để khỏi phải xem hoặc nghe những gì có thể làm cho chị vấp ngã. Dọc đường chị không ngừng đàm đạo với Thiên Chúa. Lối cầu nguyện chính của chị là suy gẫm các nỗi đau khổ của Chúa trên thánh giá. Hiếm khi chị cầu xin điều gì cho chính mình. Tất cả các lời cầu của chị đều là xin ơn trở lại cho các tội nhân và ơn giải thoát các linh hồn nơi luyện ngục. Thời thanh xuân, chị phải đi ở giúp việc trong nhiều năm. Cứ mỗi khi làm xong công việc là chị rút lui ngay vào nơi thanh vắng để đàm đạo với Thiên Chúa như một em bé với người cha của mình. Sau khi trở về gia đình nghèo khó của chị, một hôm lúc làm việc đồng áng với người trong nhà, tiếng chuông của tu viện dòng thăm viếng ở Coesfeld báo kinh truyền tin đã gợi lên cho chị một ước muốn hết sức lớn lao được sống đời tu trì, tới nỗi chị đã ngất đi. Người ta đưa chị về nhà và từ đó suốt một thời gian lâu dài, chị phải chịu một chứng bệnh lạ lùng gây ra bởi ước muốn nóng bỏng được hoàn toàn dâng hiến mình cho Thiên Chúa. Các thử thách nhiều vô số ập đến làm cản trở ơn kêu gọi của chị. Gia đình chị chống đối chuyện đó trong một thời gian lâu dài. Rồi chính sự nghèo khó tột độ của chị làm cho chị không thể được nhận vào bất cứ tu viện nào. Ở vào tuổi 20, sau khi tiết kiệm được 20 thaler, 75 phật lăm mà chị kiếm được nhờ nghề may, chị đã ra đi với số tiền này là kho tàng thực sự đối với một cô gái nhà quê nghèo. Tới nhà một người chơi đại phong cầm đạo đức ở Coesfeld, chị hy vọng rằng nhờ biết chơi đại phong cầm, chị sẽ được chấp nhận dễ dàng hơn vào một cộng đoàn tu nào đó. Nhưng chẳng bao lâu, lòng bác ái của chị đối với người nghèo đã làm tiêu tan hết số tiền ấy. Sau đó ít ngày, chị lâm vào tình trạng quá khốn khổ, tới nỗi bà mẹ nghèo của chị buộc lòng phải gửi cho chị ít lương thực để chị khỏi phải đói. Sau cùng, ước muốn đi tu của chị đã được chấp nhận. Cha mẹ của một thiếu nữ mà các nữ tu dòng Âu Tin ở Dudmen rất muốn nhận vào tu, chỉ ưng thuận điều đó nếu Catherine
cũng được nhận cùng với con gái họ. Thế là do bàn tay quan phòng của Chúa, chị đã được đưa vào gia đình Thánh Âu Tiên và được lãnh tu phục vào năm 1802. Những năm vắng vỏi trong dòng là thời gian thể hiện đầy đủ nhất và phong phú nhất những đặc ân mà Chúa dành cho chị. Chị được ơn xuất thần thường xuyên hơn. Chị được hưởng những thị kiến hết sức kỳ diệu. Chị xem thấy tất cả cựu ước và ý nghĩa sâu xa, vĩnh cửu của tất cả các sự kiện trong đó. Ý nghĩa ấy là như sợi dây liên lạc thâm sâu nối kết chúng qua hết mọi điểm với các mầu nhiệm của ơn nhập thể và ơn cứu độ. Mối tương quan này vẫn xuất hiện với chị như một cái gì sống động, trải qua các thế kỷ và các thế hệ được tiền định để dọn đường cho Chúa Cứu Thế ngự đến. Chị xem thấy tất cả các nhân vật được Thiên Chúa kêu gọi để dự phần vào mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời. Chị thấy rõ tiểu sử họ cho tới tận các chi tiết nhỏ bé nhất, thấy ý nghĩa tượng trưng của tất cả các sự kiện qua mối tương quan với Chúa Cứu Thế. Chị biết tất cả các ơn mà Thiên Chúa ban tràn đầy cho họ và xem thấy hoa trái tốt lành của các công việc thánh thiện họ làm được lưu truyền mãi từ đời nọ đến đời kia. Nói tắt một lời, chị đã có được cái trực giác sâu xa và toàn vẹn để hiểu về sự duy nhất của hai giao ước trong Chúa Giêsu Kitô là tâm điểm và cùng đích của hết mọi sự. Đồng thời, chị cũng nhận được hết công việc của hỏa ngục, nguồn gốc và sự lan rộng của tật thờ ngẫu tượng, các hình thức thay đổi của sự lầm lạc và tật mê tín được gợi ý và truyền bá do Satan để ngăn chặn sự tiến bộ chân thực duy nhất là sự tiến bộ của nước Thiên Chúa. Sau cùng, lịch sử ơn cứu độ, toàn bộ cuộc đời Chúa Cứu Thế được tỏ bày từng ngày và trong hết mọi chi tiết trước đôi mắt ngây ngất của linh hồn chị. Chị đã đi theo hết mọi bước chân của Chúa Cứu Thế, đã nghe tất cả các bài giảng, các lời giáo huấn của Ngài, đã chứng kiến tất cả các phép lạ Ngài làm. Nhưng luồng ánh sáng mênh mông này không bị giam hãm trong trí hiểu của chị. Nó thấu nhập và thiêu đốt trái tim chị bằng một tình yêu càng ngày càng nồng nhiệt hơn. Chẳng bao lâu, các cơn xuất thần không đủ đối với chị. Từ lâu, tình yêu đã thổi bùng lên trong chị một ước muốn nóng bỏng, muốn chịu đau khổ vì Chúa Giêsu và vì các anh em Ngài. Lúc còn là một trẻ nhỏ, mỗi khi nhận thấy những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi nghịch ngợm cách sổ sàng, chị liền đi lăn mình vào trên bụi gai để đền tội cho chúng. Về sau, khi các thị kiến tỏ bày cho chị ở một cấp độ quá cao sự mỹ lệ của Thiên Chúa và của các mầu nhiệm thần linh, thì tình yêu của chị sau khi trở nên mênh mông đã làm cho linh hồn và thân xác chị sinh bệnh vì ao ước chịu đau khổ cho đấng chị yêu mến. Trong khi đó thì vào ngày 3 tháng 12 năm 1811, tu viện bị giải thể và nhà thờ bị đóng cửa. Vị tuyên úy đạo đức của nhà dòng đã sắp xếp cho chị trong căn nhà tranh của một bà quá nghèo, một căn phòng nhỏ tồi tàn có cửa sổ trông ra đường phố. Chị sống ở đó trong tình trạng bệnh tật cho tới mùa thu năm 1813. Từ tuổi xuân, chị luôn luôn cầu xin Chúa ghi dấu thánh giá vào trái tim chị cách mạnh mẽ, cho tới độ chị không còn bao giờ quên được tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với chúng ta nữa. Các cơn xuất thần của chị càng ngày càng trở nên thường xuyên và cuối cùng ước muốn của chị đã được chấp nhận. Một hôm, Đức Lang Quân Thiên Đình của chị đã hiện ra với chị và làm dấu thánh giá trên chị. Ngực chị liền được ghi bằng hai thánh giá màu đỏ
chiều dài khoảng 8 phân và rộng khoảng 1 phân rưỡi. Ngày 29 tháng 12 năm 1812, chị nằm trên giường bệnh, đôi tay dang ra theo hình thánh giá, bất động, ngây ngất trong cơn xuất thần và nét mặt bừng nóng như lửa. Chị chiêm ngưỡng cuộc khổ nạn của Chúa và tha thiết khẩn xin ơn được chia sẻ các nỗi khổ đau của Ngài. Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng xuống trên chị. Ở giữa luồng ánh sáng ấy, chị nhận thấy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Năm vết thương của Ngài chói lọi như những mặt trời. Trái tim chị vừa trĩu nặng, đau thương, vừa tràn đầy hoang lạc. Và khi xem thấy các thương tích thánh, chị ước muốn mãnh liệt được chia sẻ các nỗi đớn đau của con Thiên Chúa, tới nỗi chị cảm thấy như thể ước muốn toát ra tự chính đôi bàn tay, bàn chân và cạnh sườn chị, rồi tiến sâu vào các vết thương của Chúa cứu thế. Ngay lúc ấy, từ mỗi vết thương phóng ra 3 tia sáng mang màu đỏ thắm và có hình mũi tên, rồi đâm thâu qua đôi bàn chân, đôi bàn tay và cạnh sườn chị. Tia sáng phóng ra từ cạnh sườn Chúa chịu đóng đinh thì rộng lớn hơn các tia khác và mang hình thức một lưỡi đồng. Ngay lúc ấy, từ các vết thương vừa được tạo nên nơi thân xác chị, nhiều giọt máu đỏ trào ra. Khi hồi tỉnh, chị cảm thấy rằng một sự thay đổi phi thường đã diễn ra trong toàn thể con người chị. Chị thấy như mức độ lưu thông máu trong chị đã thay đổi và quả thật, máu tuôn chảy tới các vết thương của chị. Từ đó, chị đã chịu tất cả mọi nỗi đau đớn nội tâm và thể xác của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của Ngài. Vào những ngày mà chị chiêm ngưỡng các quang cảnh đẫm máu ấy, người ta thấy chị khóc và than van như một em bé bị trao cho lý hình. Chị run lên và vặn mình trên giường. Vẻ mặt của chị giống như vẻ mặt của một người chịu hành hình, và thường thì một lần mồ hôi máu tràn chảy trên đôi vai và trên ngực chị. Các vết thương ở đôi bàn tay, đôi bàn chân và cạnh sườn chảy máu. Thân xác chị bị phủ đầy các vết bầm, dường như chị chịu đánh đòn. Chị bị giày vò bởi cơn khát nóng bỏng, cho tới nỗi ngày hôm sau, lưỡi chị vẫn còn khô và co thắt lại. Người ta không thể nào chối tính cách xác thực của sự kiện này. Rất nhiều khách hành hương đã đến từ toàn bộ nước Đức và từ các nơi khác để được biết chắc sự kiện này. Và bá tước Stolberg, người đã đến thăm chị cùng với Overberg, vị linh hướng phi thường của chị, đã viết sau đó ít lâu cho ông Clement Brentano: "Xin hãy ký thác tôi và các người nhà tôi cho các lời cầu nguyện của vị thánh nữ tử đạo của chúng ta. Tôi sẽ rất sung sướng nếu được hôn các vết thương linh thánh của chị một lần nữa." Giáo sĩ Kazan, người đầu tiên dịch cuốn Cuộc khổ nạn đau thương cũng như cuốn Cuộc đời Chúa Giêsu Kitô, đã đi du lịch sang Đức Quốc. Sau khi chị qua đời, Ngài đã thăm ông Clement Brentano thật lâu và thân tình, đã hỏi han tất cả những ai trước kia đã từng săn sóc thiếu nữ thánh thiện, và hết mọi người đều làm chứng với Ngài. Như chính Ngài đã tường thuật cho chúng tôi, tính cách xác thực hoàn toàn của sự kiện năm dấu thánh nơi chị, cũng như các điều kỳ diệu khác trong cuộc đời chị được kể lại ở đây. Trong năm 1823 là năm cuối cùng của cuộc đời chị. Các nỗi đau của chị lại còn tăng thêm, và tình yêu của chị cũng tăng thêm với nỗi đau khổ nữa. Một thị kiến kinh khủng đã bày tỏ cho chị cách rõ ràng hơn bao giờ hết tất cả các vết thương và các tai họa của giáo hội.
Và khi chị dâng mình cho Thiên Chúa làm lễ vật, chị đột nhiên thấy mình một cách vừa nhục nhã vừa kinh hoàng, bị chồng chất bởi nhiều tội lỗi. Chị thấy mình dưới hình ảnh một quái vật ghê gớm, muốn dâng mình làm lễ toàn thiêu để chuộc tội lỗi của người khác. Nhưng tình yêu nóng nảy của chị lại vì vậy mà được kích động nhiều hơn. Chị đã kêu lên: "Quả thật, con là một kẻ khốn nạn đầy tội lỗi. Nhưng lạy Chúa là Chúa Trời con là hôn thê của Chúa, con trông cậy hoàn toàn nơi Chúa và nơi ơn đền tội của Chúa đang bao phủ hết mọi tội lỗi con bằng tấm áo choàng vương giả của các công nghiệp Chúa. Không, lạy Chúa, con sẽ không lìa xa Chúa bao lâu Chúa chưa nhận lễ vật hy sinh của con. Vì Chúa không bao giờ đóng các kho tàng vô cùng của các công nghiệp Chúa đối với ai tin tưởng cầu xin Chúa." Vì Chúa có vẻ như chống lại chị nữa, nên lời cầu nguyện của chị trở nên thúc ép hơn. Chị đã dám tranh biện với Thiên Chúa trong một thứ ngôn ngữ mà sự điên rồ thánh thiện và si tình của ngôn ngữ ấy tưởng chừng như không thể chấp nhận được đối với người phàm. Lễ hy sinh của chị đã được nhận. Những năm ấy đã trôi đi giữa một cuộc tử đạo không lời nào diễn tả cho được. Khi người ta hỏi chị về chuyện đó, chị đã hé mở đôi mắt cách khó nhọc và mỉm cười nói: "Đó là những nỗi đau khổ quá tốt." Và chị đã thở hơi cuối cùng vào ngày 9 tháng 2 năm 1824, sau khi lớn tiếng nhắc lại 3 lần những lời này: "Lạy Chúa, xin cứu giúp con, xin hãy đến. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến." Thế là đã kết liễu cuộc đời kỳ diệu của người nữ tu ấy, một cuộc đời hoàn toàn được soi sáng bằng ơn hiểu biết các mầu nhiệm thần linh, được liên kết cách lạ lùng với những đau khổ và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô. Chị dòng khiêm tốn đã xin tránh tất cả mọi vẻ long trọng trong lễ an táng chị. Mặc dầu điều này được tôn trọng, tang lễ của chị vẫn là một cuộc khải hoàn thực sự. Chẳng bao giờ đã thấy ở Dunmen một đám rước đông đến như thế. 6 tuần lễ sau khi chị qua đời và sau khi người ta phao tin rằng xác chị đã bị đánh cắp bởi một tài tử người Hòa Lan, kẻ đã bỏ ra 4.000 đồng tiền Hòa Lan để mua xác ấy, quan tài được mở ra và người ta thấy xác vẫn còn nguyên vẹn, không có một dấu vết gì là đã hư nát. Vẻ đẹp của thân xác ấy được trang điểm bằng các dấu thánh đã làm cho các người tham dự hết sức xúc động. Điều đáng tiếc là các thị kiến của chị rất đẹp đẽ, rất liên tục như vậy, đã không thể được thu thập hoàn toàn nguyên vẹn. Thiết tưởng đó là một món quà quá sức kỳ diệu, chúng ta đã không đáng lãnh nhận. Bị đè nặng bởi những nỗi khổ đau, bị quấy rầy bởi những cuộc thăm viếng không phải lúc, chị đã chỉ có thể một cách rất khó khăn vào khoảng thời gian thanh thản kể đôi chút về những quang cảnh kỳ diệu mà chị đã tham dự. Những lời chị kể được ghi chép lại do ngòi bút của Clement Brentano, một người bạn thường xuyên có mặt bên giường bệnh của chị. Chương 1. Chúa Giêsu trên núi cây dầu. Sau khi lập phép thánh thể, Chúa Giêsu rời bỏ nhà tiệc ly với 11 tông đồ. Ngài bắt đầu buồn bã và nỗi buồn mỗi lúc càng tăng mạnh. Ngài dẫn các tông đồ qua một con đường vòng vào thung lũng Josaphat, tiến về phía cây dầu. Lúc các ngài ra khỏi nhà tiệc ly, tôi đã thấy mặt trăng nhô lên trên đỉnh núi. Nó vẫn chưa hoàn toàn đầy đặn,
Khi Chúa vượt qua thung lũng với các môn đệ, Ngài bảo các ông rằng vào ngày tận thế Ngài sẽ trở lại để phán xét thế gian, nhưng không còn nghèo khó và bất lực như hôm nay. Khi đó người ta sẽ rất mực sợ hãi và kêu lên: núi đồi kia hỡi, hãy đổ nhào trên chúng ta đi. Các môn đệ không hiểu Ngài, họ cứ nghĩ là sự mệt mỏi, kiệt sức đã làm náo loạn tư tưởng của Ngài, như họ đã thấy nhiều lần trong suốt buổi chiều hôm nay. Họ đã ngừng lại nhiều lần để bình tĩnh thưa chuyện cùng Ngài. Chúa Giêsu còn nói với họ: đêm nay tất cả các con sẽ vấp phạm vì Thầy, vì có lời chép: ta sẽ đánh kẻ chăn chiên và bầy chiên sẽ phải tan tác. Nhưng khi nào Thầy sống lại rồi, Thầy sẽ đi trước các con tới Galilê. Việc rước thánh thể đã làm các tông đồ chìm ngập trong sự hồi tâm sâu xa. Những lời lẽ âu yếm và long trọng của Chúa Giêsu đã làm họ đầy hăng say. Họ sát cánh nhau chung quanh Ngài, bày tỏ tình yêu của họ đối với Ngài bằng nhiều cách và cam kết rằng họ sẽ không bao giờ bỏ Ngài. Vì Chúa Giêsu cứ tiếp tục nói theo chiều hướng ấy, nên Phêrô thưa cùng Chúa: ngay khi tất cả mọi người vấp phạm vì Thầy, phần con sẽ không bao giờ vấp phạm. Chúa trả lời ông: quả thật, Thầy nói cho con hay, ngay đêm nay, trước khi gà gáy, con đã chối Thầy 3 lần. Nhưng Phêrô chẳng muốn tin chuyện đó chút nào. Ông quả quyết: dù phải chết với Thầy, con sẽ không chối Thầy. Tất cả các vị khác đều cũng nói như vậy. Các ngài tiếp tục đi, nhưng thỉnh thoảng lại ngừng bước. Chúa Giêsu mỗi lúc càng trở nên buồn sầu hơn. Phần các tông đồ, các ông tìm cách thuyết phục Ngài rằng nỗi buồn sầu của Ngài không có nền tảng thực tại. Các ông đã quá mệt mỏi trong sự cố gắng vô ích này. Các ông còn bắt đầu hoài nghi nữa, và thế là cơn cám dỗ nhào đến các ông. Các ngài qua tung lũng Cetron và vào vườn Gethsemane, ngôi vườn ở cách nhà tiệc ly 1/2 dặm đường. Chính tại đây, trong những ngày cuối cùng, Chúa Giêsu vẫn thường qua đêm với các môn đồ để dạy dỗ họ. Người ta vẫn thấy ở đây nhiều ngôi nhà trống và mở cửa. Ngôi vườn này thật rộng rãi, có một hàng rào bao quanh, đầy hoa và các cây ăn trái. Đây là một nơi để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Các tông đồ có chìa khóa vườn này. Vườn cây dầu được phân cách với vườn Gethsemane bằng một con đường, và chỉ có một bức tường bằng đất bao quanh. Người ta thấy ở đây nhiều hang động, nhiều mô đất cao và nhiều khoảng đất trồng cây dầu ô liu. Tại một góc vườn có nhiều ghế ngồi, và thật dễ dàng tìm ra ở đây một nơi mai ẩn để cầu nguyện và suy gẫm. Chính ở chỗ hoang vắng nhất mà Chúa đã tới cầu nguyện. Vào khoảng 9 giờ tối, Chúa Giêsu cùng với các môn đệ đã tới vườn Gethsemane. Bóng đêm bao phủ mặt đất, nhưng mặt trăng đã chiếu sáng trên nền trời. Chúa bị đè nặng bởi nỗi buồn, và Ngài loan báo sự nguy hiểm sắp tới. Các tông đồ bỡ ngỡ kinh sợ về chuyện đó. Chúa nói với 8 người trong số các ông: các con hãy ngồi lại đây, trong khi Thầy đi cầu nguyện tại nơi đã quen. Rồi Ngài mang theo Phêrô, Giacôbê và Gioan tiến sâu vào vườn cây dầu cho tới chân núi. Nỗi buồn của Ngài lên tới tột độ vì Ngài cảm thấy sự kinh hoàng và cơn cám dỗ đang đến. Khi đó Gioan hỏi Ngài tại sao Ngài vốn là người luôn luôn an ủi họ mà lại có thể bị nản lòng đến thế. Chúa Giêsu trả lời:
linh hồn thầy buồn sầu đến nỗi chết được. Và khi thấy tự khắp nơi khắp chốn, nỗi kinh hoàng và cơn cám dỗ bổ nhào tới như một án mây dày đặc, bóng ma kinh sợ, Ngài nói với ba tông đồ: các con hãy ở lại đây và tỉnh thức, hãy cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ. Ngài lìa xa họ một khoảng cách bằng ném một hòn đá và ẩn mình trong một hang động sâu chừng 2 mét. Còn các tông đồ ẩn mình trong một cái hang sâu khác, có các loại cây leo trên sườn đá che lấp lối vào quá kỹ, tới nỗi người ở bên ngoài không thể nào nhận thấy người ở bên trong. Chương 2: các thị kiến về tội ác của chúng ta. Hấp hối đợt nhất. Vào lúc Chúa Giêsu rời bỏ các môn đệ, tôi thấy chung quanh Ngài một vòng vây rộng đầy những bóng ma khủng khiếp, mỗi lúc càng xiết lại gần. Sự buồn bã và nỗi kinh hoàng của Ngài cứ luôn luôn tăng mạnh. Lòng tràn ngập chán nản, Ngài rút lui vào hang để cầu nguyện, giống như một người tìm nơi ẩn náu để tránh cơn phong ba bão táp đang theo sát mình. Nhưng những bóng ma gớm ghiếc ấy vẫn theo Ngài ùa vào đó, và mỗi lúc chúng càng trở nên rõ rệt hơn. Hỡi ôi, cái hang động hẹp hòi này dường như đang diễn ra những cảnh tượng ghê gớm và kinh hoàng của tất cả mọi tội lỗi loài người đã phạm, từ sự sa ngã của ông bà nguyên tổ cho tới ngày tận thế, và cảnh tượng các hình phạt phải chịu để đền các tội ấy. Chính mảnh đất cằn cỗi này dưới chân núi cây dầu là nơi mà ông Adam và bà Eva đã tới sau khi bị đuổi khỏi vườn địa đàng. Các ngài đã than khóc tại chính nơi đây. Tôi cảm thấy rõ ràng rằng khi dâng mình cho phép công bình Thiên Chúa như lễ vật đền bù các tội lỗi trần gian, Chúa Giêsu đã một cách nào đó giấu ẩn thần tính của Ngài vào trong lòng Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Và trong tình trạng chỉ được nâng đỡ bằng tình yêu nơi trái tim nhân loại của Ngài để chuộc đền tội lỗi trần gian, Ngài đã để cho nhân tính rất thánh thiện, rất hiện thực, rất nhạy cảm và vô tội của Ngài phải chịu hết mọi nỗi đau khổ và kinh hoàng. Vì muốn rằng việc đền chuộc trải rộng cho tới tận các ước muốn xấu là căn nguyên của tội ác, và tới tất cả mọi tội ác mà chúng gây ra, Chúa Giêsu rất nhân từ thương xót. Vì lòng yêu thương chúng ta đã hạ cố, lãnh nhận và để thấu nhập tận thâm cung linh hồn Ngài sự đền bù trọn vẹn và mọi tác động thống hối cần thiết để tái sinh nhân loại. Ngài muốn rằng cuộc khổ nạn của Ngài phải là vô biên để chuộc lại con số vô biên các lầm lỗi của chúng ta và các nỗi đau khổ vô số, như những nhánh của cây đền tội phải tỏa lan vào tất cả các quan năng của linh hồn và mọi chi thể của thân xác Ngài. Trong trạng thái ấy của bản tính nhân loại nơi Ngài, Ngài phục mặt sát đất, tâm tư nặng trĩu những nỗi kinh hoàng, lạc lõng vào một nỗi sầu buồn vô biên, và Ngài cầu nguyện với Thiên Chúa. Khi đó, tất cả các tội lỗi trần gian đều hiện ra cùng Ngài dưới nhiều hình thức khôn kể xiết và trong tất cả sự xấu xa của chúng. Ngài đã lãnh nhận lấy chúng trên thân mình Ngài và trong lời cầu nguyện.
Ngài dâng mình cho phép công bình của Chúa Cha để chuộc đền tất cả các lỗi lầm ấy bằng cuộc khổ nạn của Ngài. Satan giãy giụa một cách khủng khiếp với dáng vẻ vừa khinh chê vừa cuồng giận giữa tất cả những điều ghê tởm xấu xa ấy. Cơn giận của nó càng lúc càng tăng mạnh đối với Chúa Giêsu. Nó phô diễn ra ở trước linh hồn Ngài nhiều bức họa luôn luôn ghê gớm hơn, và nó kêu lên với nhân tính của Ngài: "Vậy ra ngươi lại còn đòi lãnh trên mình ngươi cả thứ tội này nữa hả? Làm sao ngươi đền bù cho nổi bấy nhiêu tội ác?" Tuy nhiên, một con đường sáng hiện ra trên trời về phía đông và hạ xuống trên Chúa Giêsu. Tôi đã thấy dọc theo con đường này, nhiều phẩm thiên thần bay xuống phía Ngài để nâng đỡ Ngài và làm cho Ngài nên vững mạnh. Hang động vẫn luôn luôn đầy những hình thù gây khiếp hãi do các tội lỗi chúng ta, và đầy các thần dữ cám dỗ Chúa Giêsu và chế nhạo Ngài. Chúa Giêsu đã lãnh nhận trên Ngài tất cả các tội ấy, nhưng trái tim Ngài, trái tim duy nhất yêu mến Thiên Chúa và loài người bằng tình yêu tinh tuyền và hoàn hảo, đã cảm thấy trong cái sa mạc của nỗi sầu muộn này, cái gánh nặng gớm ghiếc của các tội lỗi vô số ấy, Ngài đã bị đè nặng bởi nỗi kinh hoàng và đau đớn vì chúng. Hỡi ôi, các tội ác này tôi đã thấy quá nhiều, tới nỗi một năm trời chắc cũng không đủ để kể ra cho hết. Sau khi đại dương các tội lỗi và các điều xúc phạm ấy đã hoàn toàn diễn qua trước linh hồn Chúa cứu độ, và chính Ngài đã dâng mình làm của lễ đền tội để chịu tất cả các hình phạt và các nỗi ưu phiền phải chịu vì chúng, Satan đã gợi ra cho Ngài, như ngày xưa trong hoang địa, nhiều chướng cám dỗ vô số kể. Nó còn dám tạo ra cả một loạt các lời tố cáo Chúa Giêsu là chiên con vô tiền tích. Nó nói với Ngài: "Thế nào ngươi muốn lãnh lấy tất cả những cái đó trên mình ngươi, trong khi chính ngươi không được trong sạch?" Thế rồi, với một thứ trơ trẽn của hỏa ngục, nó bày ra trước mắt Ngài một bản cáo trạng và gán cho Ngài một loạt những lời trách cứ tưởng tượng. Nó trách Ngài về tất cả mọi thiếu sót của các môn đệ Ngài, về những gương xấu mà các Ngài đã gây nên, về sự lộn xộn và những vô trật tự mà Ngài đã đưa vào thế gian khi hủy bỏ các tập tục cũ. Satan nói như thể người biệt phái tinh tế nhất và quỷ quyệt nhất có thể làm. Y tố cáo Chúa Giêsu về chuyện đã gây ra vụ hạ sát các anh hài, cũng như những khó nhọc và đau khổ của cha mẹ Ngài tại Ai Cập, về chuyện đã không cứu Gioan Tẩy Giả khỏi chết, đã làm phân tán nhiều gia đình, đã bảo trợ nhiều người bị tai tiếng, đã không chữa lành nhiều bệnh nhân, đã làm thiệt hại cho dân cư thành Gergesa bằng cách ra lệnh cho những người quỷ ám lật đổ các bồn nho của họ và để cho bọn quỷ xô nhào xuống biển cả bầy heo của họ. Nó còn tố cáo Ngài đã không ngăn cản Mai Đệ Liên tái phạm, đã bỏ gia đình mình, đã xài hoang phí của cải của người khác. Nói tóm lại, Satan bày vẽ ra trước linh hồn hấp hối của Chúa Giêsu để lay chuyển Ngài tất cả những gì mà tên cám dỗ có thể trách cứ một con người vào lúc hấp hối. Nó không biết rằng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, và nó chỉ cám dỗ Ngài như cám dỗ một người công chính nhất. Chúa cứu thế của chúng ta đã để cho nhân tính thánh thiện của Ngài bị áp chế quá mạnh, tới nỗi Ngài muốn chịu cơn cám dỗ mà những người công chính,
vào giờ chết vẫn thường phải chịu về trách nhiệm của các hành động của mình. Để uống cho cạn tất cả chén đắng của đợt hấp hối đầu tiên này, Ngài đã để cho Satan bày vẽ ra trước mắt Ngài trách nhiệm về các hành động của Ngài cũng như những món nợ Ngài mắc với ơn Thánh Chúa mà Ngài vẫn chưa thanh toán. Tên cám dỗ trách Ngài là muốn xóa bỏ các tội lỗi người khác, trong khi chính Ngài lại không có công nghiệp và vẫn còn mắc nợ Thiên Chúa. Còn Thiên Chúa đã cho phép ma quỷ cám dỗ nhân tính Ngài, như nó có thể cám dỗ một người nào đó muốn gán cho các hành động của mình một giá trị riêng ở bên ngoài cái giá trị mà họ có thể có được nhờ sự liên kết với công nghiệp của Chúa cứu thế. Vậy Satan đã cho Ngài thấy các công việc của Ngài cũng như ngần đó món nợ mắc với Thiên Chúa, và nó bày vẽ cho Ngài rằng những việc ấy chẳng có một công nghiệp gì và chúng chẳng cần cân xứng chút nào với ơn thánh mà Thiên Chúa đã ban cho Ngài. Nó còn nói với Ngài: Ngươi thấy rõ rằng ngươi vẫn còn mắc nợ với Thiên Chúa về tất cả những chuyện đó. Sau cùng, nó trách Ngài về chuyện đã nhận từ Lazaro và tiêu xài hết số tiền bán bất động sản của Mai Đệ Liên ở Magdalene. Nó nói với Ngài: Làm sao ngươi đã liều lĩnh tiêu xài của cải người khác và lấy của gia đình người ta? Tôi đã thấy bức họa về tất cả các trọng tội mà vì chúng Chúa đã dâng mình như của lễ chuộc đền, và tôi đã cảm thấy gánh nặng về tất cả các lời tố cáo mà tên cám dỗ chất nặng trên Ngài. Giữa các tội lỗi của toàn thể thế giới mà Chúa Giêsu tự nguyện lãnh lấy, tôi đã thấy các tội lỗi tôi. Và từ giữa vòng đai các chướng cám dỗ bao quanh Ngài đã thoát ra và đổ dồn về phía tôi như một dòng sông cả. Trong đó tôi kinh hoàng nhìn thấy muôn vàn tội lỗi của tôi. Trong giờ phút kinh hoàng đó, tôi đã luôn chăm chú ngước mắt nhìn lên đấng lang quân của tôi. Tôi rên xiết than thở và cầu nguyện với Ngài, và cùng với Ngài tôi quay về phía các vị thiên thần an ủi. Hỡi ôi, Chúa vặn mình như một con sâu ở dưới gánh nặng đau thương và khủng khiếp của Ngài. Khi nghe tất cả những lời tố cáo của Satan về chiên con vô tỳ tích ấy, tôi đã thấy bừng bừng nổi giận. Nhưng lúc nó nói về giá trị bất động sản ở Magdalene và tố cáo Ngài tiêu hoang phí, tôi không cầm mình được nữa. Tôi bảo nó: Đồ khốn kiếp, làm sao mày dám trơ trẽn đến thế? Nào ta đã chẳng thấy Chúa dùng số tiền ấy. Số tiền do Lazaro biếu tặng ấy đã giải thoát 27 tù nhân đáng thương, nhưng kẻ phải lê thân tại Tisa trong tình trạng bị bỏ rơi cùng quẫn nhất đó sao? Vào lúc đầu, Chúa Giêsu quỳ gối và cầu nguyện một cách rất bình thản, nhưng chẳng bao lâu linh hồn Ngài hoảng hốt trước cảnh tượng các tội ác vô số của loài người và những điều vô ơn của họ đối với Thiên Chúa. Ngài bị xâm chiếm bởi một nỗi kinh hoàng chí tử và một nỗi đau đớn quá mạnh, tới độ Ngài đã run sợ, run lẩy bẩy mà kêu lên: Abba, lạy cha của con, nếu có thể, xin cho con chén này lìa xa con. Lạy cha, mọi sự đối với cha đều có thể, xin cất xa con chén này. Rồi Ngài hồi tâm và lại thưa: Nhưng xin theo ý cha, chứ đừng theo ý con. Ý của Ngài và ý của cha Ngài vốn là một,
Nhưng vì đã phó mình cho sự yếu đuối của bản tính loài người nên Ngài run rẩy khi nhìn thấy cái chết. Tôi đã thấy hang động đầy dẫy những bóng ma khủng khiếp. Tất cả các tội lỗi, các điều tà ác, các nết xấu, các điều vô ơn bội nghĩa, các hình phạt đều đè nặng lên Ngài một trận. Đồng thời, những lời gây kinh hoàng của thần chết và nỗi sợ hãi mà Ngài cảm thấy thấm thía khi nhìn đến tất cả các đau khổ Ngài phải chịu đều dồn ép vào và tấn công Ngài dưới hình thức các bóng ma gớm ghiếc. Ngài chắp tay, Ngài run lên, run lẩy bẩy, một làn mồ hôi lạnh toát ra thấm ướt toàn thân Ngài. Sau cùng, Ngài ngã phục mặt sát đất. Ngài lại trỗi dậy, đầu gối Ngài lảo đảo, môi Ngài tái mét, tóc Ngài dựng đứng trên đầu. Ngài đã hoàn toàn biến sắc và hầu như người ta không còn nhận ra được Ngài nữa. Vào lúc 10 giờ rưỡi, sau khi cầu nguyện xong, Ngài trỗi dậy và rất chập choạng lảo đảo. Ngài té ngã hầu như từng bước, ướt đẫm một thứ mồ hôi lạnh toát. Ngài lê thân cho tới chỗ nóc bằng nơi ba tông đồ đang trú ẩn. Ngài thấy họ đã thiếp ngủ vì mệt nhọc, vì buồn sầu và vì nỗi kinh hoàng mà họ đã cảm thấy. Chúa Giêsu đến với các môn đệ Ngài như một người bị chìm ngập trong nỗi sầu muộn và kinh hoàng, trốn đến bên cạnh những người bạn thân, hay như một mục tử tốt, cho dẫu là chính mình đang khiếp sợ, vẫn không quên đoàn chiên của mình bị đe dọa nguy hiểm. Ngài dư biết chính họ cũng đang ở trong nỗi kinh hoàng và đang bị cám dỗ. Các hình thức kinh khủng cứ theo đuổi Ngài trong suốt quãng đường đi. Khi thấy các tông đồ thiếp ngủ, Ngài vặn xoắn đôi bàn tay và vì quá mệt mỏi, Ngài té ngã bên cạnh họ. Rồi Ngài buồn sầu nói: Simon ơi, ngươi ngủ ư? Khi đó các ông đều tỉnh lại và trỗi dậy. Chúa Giêsu nói với các ông trong nỗi cô đơn tột cùng: Thế là các con đã không thể thức được với Thầy một giờ. Khi họ thấy Ngài xanh xao, biến sắc, lảo đảo, ướt đẫm mồ hôi, run lẩy bẩy, khi họ nghe Ngài nói bằng một giọng hầu như đã tắt, họ không còn biết phải nghĩ sao. Và nếu không có vầng hào quang rất quen thuộc bao quanh đầu Ngài, chắc họ đã chẳng nhận ra được Ngài. Khi đó Gioan thưa Ngài: Lạy Thầy, sao vậy? Con có phải gọi các môn đệ khác hay không? Chúng ta có phải trốn đi không? Chúa Giêsu trả lời: Nếu Thầy có sống, có giảng dạy và chữa bệnh thêm 33 năm nữa, điều đó vẫn không đủ để làm những gì mà Thầy phải thực hiện từ lúc này cho tới ngày mai. Con đừng gọi 8 người kia làm chi. Thầy đã bỏ họ lại đó vì họ sẽ không thể thấy Thầy trong cảnh khốn cùng này mà không bị vấp phạm. Họ sẽ xa trước cám dỗ, họ sẽ quên khuấy đi nhiều chuyện, và họ sẽ hoài nghi cả về Thầy nữa. Về phần các con đã thấy Con Người biến hình vinh hiển, các con cũng có thể thấy Ngài trong sự tăm tối và cô đơn này. Nhưng các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ. Tâm thần thì mau mắn, nhưng xác thịt lại yếu nhược.
Như thế là Ngài muốn khích lệ các ông sự kiên tâm bền chí, loan báo cho các ông cuộc giao tranh của bản tính nhân loại Ngài với cái chết, và cho các ông biết nguyên nhân làm cho Ngài suy nhược. Ngài nói với các ông một cách rất buồn bã và ở bên các ông gần một khắc đồng hồ. Rồi Ngài trở lại hang động, trong khi nỗi kinh hoàng của Ngài vẫn luôn tăng mạnh. Ba tông đồ giang tay về phía Ngài và khóc lóc đầm đìa, rồi họ ôm chầm lấy nhau và hỏi: "Như vậy là thế nào? Chuyện gì xảy ra cho Thầy vậy? Thầy hoàn toàn rã rời kinh đảm." Thế rồi họ bắt đầu cầu nguyện. Họ trùm đầu mà lòng đầy đau đớn. Đã một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua kể từ khi Chúa Giêsu vào vườn cây dầu. Ngài nói đúng như Kinh Thánh viết: "Như vậy là các con đã không thể thức được một giờ với Thầy." Nhưng người ta không được giải thích những lời này theo cách đo thời gian của chúng ta. Ba tông đồ ở với Chúa Giêsu đã cầu nguyện trước hết, rồi các ông thiếp ngủ vì các ông đã xa trước cám dỗ bởi thiếu lòng cậy trông. Tám ông khác, những người ở lại cổng, họ không ngủ. Nỗi sầu buồn mà Chúa Giêsu đã bày tỏ trong cuộc nói chuyện cuối cùng của Ngài đã làm cho các ông bồn chồn lo lắng. Các ông đi lang thang trên núi cây dầu tìm kiếm một nơi để có thể ẩn mình. Tại Jerusalem chẳng có gì làm náo động sự im lặng của đêm thanh. Những người Do Thái đều có mặt trong nhà mình, bận rộn với việc chuẩn bị mừng lễ. Các lều tạm của những người khách lạ, những người đến để mừng lễ vượt qua, không thấy có ở chung quanh núi cây dầu. Tôi đã thấy nhiều người bạn và nhiều môn đệ của Chúa Giêsu đi lang thang đây đó và chuyện vãn với nhau. Họ có vẻ lo lắng và ở trong một tình trạng chờ đợi nặng nề. Đức Maria mẹ Chúa, chị Mai Đệ Liên, chị Marta, bà Maria Cleopha, bà Maria Salome đã rời nhà tiệc ly và đã tới nhà bà Maria mẹ của Marco. Nhưng hoảng kinh vì những tiếng đồn đãi, các bà trở lại gần thành phố để thăm dò tin tức về Chúa Giêsu. Lazaro, Nicodemo, Giuse Arimati và vài người bà con từ Hebron đến đã gặp các bà. Họ tìm cách trấn an các bà. Sau khi tự mình hay nhờ các môn đệ mà biết được những lời tiên báo buồn thảm của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, các bà đã dò hỏi những người biệt phái quen biết. Nhưng các bà đâu có hay gì về việc người ta sắp ra tay chống lại Chúa. Các bà nói rằng nỗi nguy hiểm không thể nào quá lớn, và chẳng lẽ người ta lại bắt Chúa Giêsu vào gần ngày đại lễ như vậy. Các bà vẫn chưa biết gì về chuyện phản bội của Giuđa. Đức Maria đã nói với các bà về sự bấn loạn của kẻ khốn khổ này trong những ngày cuối cùng và về việc hắn rời bỏ nhà tiệc ly. Người vẫn thường nói với hắn rằng hắn là đứa con hư hỏng. "Ôi chao," người nói, "nhất định là nó đã đi thi hành trọn vẹn cái tội phản bội của nó rồi." Sau đó các thánh nữ đã trở về nhà bà Maria mẹ của Marco. Chương 3. Thị kiến về các việc chuộc tội kinh khủng, về những tai hại của tội lỗi trong giáo hội và về sự vô ơn của con người.
hấp hối lần thứ hai. Khi Chúa Giêsu đã trở lại hang động và tất cả các nỗi buồn của Ngài đã trở lại với Ngài, Ngài phục mặt sát đất, đôi tay giang ra và cầu xin Chúa Cha của Ngài. Khi đó bắt đầu đợt hấp hối thứ hai, kéo dài 3 khắc đồng hồ. Nhiều vị thiên thần đến tỏ bày cho Ngài trong một chuỗi dài các bức họa những nỗi đau đớn mênh mông mà Ngài phải chịu để đền tội lỗi của toàn thế giới. Các vị tỏ cho Chúa thấy vẻ đẹp uy nghiêm biết bao của hình ảnh Thiên Chúa trong con người trước khi con người sa ngã, và kể từ khi sa ngã, tạo vật thối nát đã ra xấu xa và biến dạng như thế nào. Các vị cũng cho Chúa thấy nguồn gốc của hết mọi tội lỗi trong các tội đầu tiên, bản thể và tính chất của dục vọng cùng những hậu quả kinh khủng của nó trên linh hồn lẫn thể xác con người, cũng như bản thể và tính chất của tất cả các khổ hình con người phải chịu những tội ấy. Các vị tỏ cho Chúa thấy trong sự đền bù mà Ngài phải dâng hiến cho phép công bình Thiên Chúa qua cuộc khổ nạn của Ngài. Trước hết, các nỗi đau khổ thể xác và linh hồn gồm tất cả các khổ hình mà Thiên Chúa đòi hỏi đối với dục vọng cả toàn thể nhân loại. Rồi những nỗi đau khổ vì tội ác của toàn thể loài người. Rồi những nỗi đau khổ vì tội ác của toàn thể loài người mà bản tính nhân loại duy nhất được miễn trừ các tội lỗi là bản tính của con Thiên Chúa phải gánh chịu. Để mang lấy món nợ của toàn thể loài người, Ngài phải thắng sự nhòm gớm mà nỗi đau khổ và cái chết vẫn tạo ra cho con người. Trong khi các thiên thần bày tỏ cho Chúa tất cả các thực tại đó, tôi đã nhận thức được những gì các ngài nói, mặc dầu không nghe thấy tiếng các ngài. Chẳng ngôn ngữ loài người nào có thể tả nổi kinh hoàng chất đầy trong linh hồn Chúa cứu thế khi nhìn thấy những việc đền tội kinh khủng ấy. Vì không những Ngài xem thấy cái trương độ mênh mông của các nỗi khổ hình Ngài phải chịu, nhưng còn thấy các dụng cụ hành hình, sự cuồng giận quỷ ma của những kẻ bày vẽ ra chúng, sự tàn ác của các lý hình. Sự gớm ghiếc của các hình hài này thật lớn lao, tới nỗi toàn thân Ngài toát mồ hôi ướt đẫm và chảy xuống đất như những giọt máu. Trong khi con người bị chìm ngập trong nỗi buồn sầu và nản lòng như thế, tôi đã thấy các vị thiên thần tỏ ra rất cảm thương Ngài. Tôi thấy như các vị rất ước ao an ủi Chúa, vì các vị cầu nguyện cho Ngài trước ngai tòa Thiên Chúa. Dường như đã diễn ra trong chốc lát một cuộc giao tranh giữa phép công bình và lòng thương xót của Thiên Chúa, cũng như tình yêu tự hiến mình làm của lễ hy sinh nơi Chúa Giêsu. Hình ảnh về Thiên Chúa đã được bày tỏ cho tôi, không phải như ngày xưa trên một cái gai, nhưng trong một hình dạng sáng láng với những đường nét mờ nhạt, tôi đã thấy bản tính thần linh của Chúa Con trong ngôi vị của Cha Ngài. Có thể nói là được hòa tan với ngôi vị ấy. Tôi cũng đã thấy ngôi Thánh Thần phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con. Ngôi vị ấy như ở giữa hai đấng, và dẫu vậy cả ba cũng là một Thiên Chúa. Nhưng những thực tại này thật là không lời diễn tả. Tôi có được một nhận thức bằng ý niệm hơn là bằng một thị kiến khả giác và rõ rệt. Tôi thấy như ý muốn thần linh của Chúa Kitô bị thu rút vào trong lòng Chúa Cha để cho nhân tính của Ngài bị đè nặng trĩu bởi tất cả các đau khổ ấy, những nỗi đau khổ mà ý muốn nhân loại của Chúa Giêsu đã kinh hoàng cầu xin Chúa Cha làm dịu đi và làm nhẹ bớt.
Như thế là ngôi lời kết hiệp với cha ngài đã quyết định chống lại con người, điều mà bản tính nhân loại của ngài không muốn chấp nhận. Tôi đã thấy điều đó ngay chính lúc các vị thiên thần cảm thương thấm thía, ao ước an ủi Chúa Giêsu. Thực vậy, vào lúc ấy, ngài nhận được đôi chút an ủi. Nhưng rồi chẳng bao lâu tất cả mọi niềm an ủi đều ngưng, vì các vị thiên thần đã bỏ Chúa, linh hồn ngài sắp sửa phải chịu nhiều nỗi kinh hoàng mới và không kém phần dữ dội. Khi Chúa cứu thế hạ cố cảm nghiệm như một người thường, sự nhòm gớm của bản tính tự nhiên nhân loại đối với những nỗi đau đớn và cái chết. Khi ngài chịu gánh lấy việc lướt thắng sự ghê sợ này là nên thành phần của hết mọi nỗi đau khổ, thì tên cám dỗ đã được phép xử sự với ngài như với bất cứ con người nào muốn được thánh hóa. Trong cơn hấp hối thứ nhất, Satan đã bày tỏ cho ngài với một vẻ khinh bỉ đầy lăng mạ tất cả tính cách vĩ đại của món nợ tội lỗi mà ngài muốn thanh toán. Và nó còn dám rêu rao rằng chính cuộc sống của Chúa Giêsu cũng không phải là không tì vết. Trong cơn hấp hối thứ hai, các vị thiên thần trình bày cho ngài tất cả trương độ của chúng, những nỗi đau khổ mà ngài phải chịu để chuộc tội cho loài người. Vì lẽ bày tỏ cho ngài thấy rằng việc chuộc tội là điều có thể được, đâu phải chuyện của Satan. Cha của sự dối trá và thất vọng đâu có tiết lộ các công việc của lòng thương xót Thiên Chúa. Sau khi Chúa Giêsu đã kháng cự một cách vinh thắng tất cả các đợt giao tranh đó nhờ việc ngài hoàn toàn phó thác theo ý cha ngài, thì một phòng cầu mới đầy các hình ảnh gây khiếp hãi đến tấn công ngài. Bỗng nhiên một câu hỏi được đặt ra trước lễ hy sinh của tất cả những người tự hiến: của lễ hy sinh này sẽ đem lại hoa trái nào? Và cái bức họa về một tương lai kinh khủng nhất đã đè nặng lên trái tim đầy yêu thương của ngài. Tại vườn địa đàng, khi Thiên Chúa gửi giấc ngủ tới cho nguyên tổ Adam, ngài đã mở cạnh sườn ông và lấy ra một xương sườn và làm nên bà Eva, người đàn bà đầu tiên là mẹ của hết mọi người. Rồi ngài dẫn tới cùng Adam và ông nói: đây là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi, và người đàn ông sẽ từ bỏ cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình, và cả hai nên một thân xác. Chính đó là phép hôn phối, và có lời viết: bí tích này thật cao cả, tôi nói về Chúa Giêsu Kitô và về giáo hội. Chúa Kitô là Adam mới cũng muốn để cho giấc ngủ đến trên ngài, giấc ngủ của cái chết trên thánh giá. Ngài cũng muốn để mở cạnh sườn ngài để cho bà Eva mới là vị hôn thê đồng trinh của ngài, tức là giáo hội, mẹ của hết mọi người sống, được từ đó mà xuất hiện. Ngài muốn ban cho giáo hội máu cứu độ, nước thanh tẩy và thánh thần của ngài, ba thực tại làm chứng trên trái đất. Ngài muốn ban cho giáo hội các bí tích để giáo hội nên một vị hôn thê tinh tuyền, thánh thiện và vô tì tích. Ngài muốn làm đầu giáo hội, chúng ta phải nên các chi thể của ngài là xương bởi xương ngài, thịt bởi thịt ngài. Khi nhận lấy bản tính nhân loại để chịu chết cho chúng ta, chính ngài đã từ bỏ cha mẹ ngài để gắn bó với hiền thê của ngài là giáo hội. Ngài đã trở nên một xương một thịt với giáo hội bằng cách nuôi giáo hội bằng bí tích bàn thờ. Tại đây ngài vẫn không ngừng kết hiệp với chúng ta.
Ngài muốn ở lại trên trần gian với giáo hội là hiền thê của Ngài cho tới khi tất cả chúng ta liên kết mật thiết với Ngài ở trên trời. Và Ngài đã phán: các cửa hỏa ngục sẽ không thắng nổi giáo hội. Để bày tỏ tình yêu bao la của Ngài đối với các tội nhân và để lãnh lấy trên mình Ngài những hình phạt của tất cả mọi tội ác, Chúa Giêsu Kitô đã làm người và nên người anh em của tất cả các tội nhân. Ngài đã thấy với một nỗi đớn đau chí tử cái vẻ kết xù của món nợ này và cái trương độ bao la của những nỗi đau khổ mà Ngài phải chịu. Và dẫu vậy, Ngài vẫn phó mình như của lễ hy sinh, theo ý Cha của Ngài. Nhưng lúc này đây, Ngài xem thấy các chướng cám dỗ, các lối lăng nhục, những đau khổ tương lai của giáo hội là hiền thê Ngài mà Ngài sắp sửa cứu chuộc bằng giá máu của mình. Trước linh hồn Chúa Giêsu đã xuất hiện cái cảnh tượng buồn thảm về sự vô ơn của loài người, cũng như tất cả những đau khổ của các vị tông đồ, các môn đệ và các bạn thân của Ngài. Ngài xem thấy giáo hội thoạt đầu rất ít ỏi, rồi từ khi giáo hội đã tăng trưởng, Ngài thấy giáo hội bị xâm lấn bởi các bè phái ly giáo và lạc giáo, là hậu quả của các nết xấu đã từng gây nên sự sa ngã đầu tiên, tức là kiêu căng, hão huyền, bất tuân phục và tội sùng bái chính mình. Ngài xem thấy sự nguội lạnh, cái tà tâm, ác ý của một con số vô biên các Kitô hữu, những lời dối trá và những cái tinh tế hão huyền của các vị tiến sĩ kiêu căng, các tội phạm thánh gớm ghiếc của các linh mục xấu, các hậu quả tai hại của tất cả các tác động này. Ngài cũng xem thấy sự ghê tởm và điêu tàn trong vương quốc Thiên Chúa, trong lòng nhân loại vô ơn này mà Ngài muốn chuộc bằng máu Ngài, với giá những nỗi đau khổ không lời diễn tả. Tôi đã thấy các gương xấu của tất cả các thế kỷ, từ khi giáo hội được thành lập cho tới ngày tận thế, diễn qua trước linh hồn Chúa Giêsu trong một chuỗi dài vô tận các bức họa và dưới những hình thức rất khác nhau. Sự lạc lõng trong tưởng tượng và tâm trí, sự bồng bột cuồng vọng, sự điên rồ của các tiên tri giả, sự cứng đầu cố chấp của những người lạc giáo, những kẻ bội giáo, những kẻ tự phụ, các tiến sĩ tà ngụy, những kẻ canh tân giả hình, những kẻ hối lộ và ăn hối lộ, lăng nhục Ngài và hành hạ Ngài như thể đã chịu đóng đinh cách sai lầm, và đã không chịu đau khổ như họ muốn và hiểu trong các lối giải thích kiêu căng của họ. Hết mọi người đều xé rách và chia nhau tấm áo dài không đường khâu của giáo hội Ngài. Người nào cũng muốn Ngài thực hiện việc cứu chuộc theo một hình thức khác nhau với hình thức mà Ngài đã dùng để ban mình cho chúng ta vì lòng yêu thương. Nhiều người hành hạ Ngài, lăng nhục Ngài, từ chối Ngài. Nhiều kẻ đi qua trước mặt Ngài, vừa lắc đầu, vừa nhún vai với dáng khinh bỉ. Ngài giơ tay để cứu vớt họ, nhưng họ lại bỏ đi về phía vực thẳm, nơi họ phải chìm ngập. Ngài xem thấy vô số những con người khác không dám to tiếng từ chối Ngài, nhưng cũng giống như thầy Lê-vi có ghi trong dụ ngôn phúc âm, họ chán ngán lìa xa các vết thương của giáo hội, những vết thương mà một phần họ là tác giả. Họ lìa bỏ vị hôn thê đang chịu thương tích của Ngài như những đứa con hèn nhát và phản bội bỏ rơi mẹ mình vào lúc đêm tối khi bọn cướp của giết người kéo đến. Hết mọi người đều đưa vào sa mạc, chiến lợi phẩm của họ,
những bình vàng và các đồ trang phục quý báu, bị phân cách khỏi vườn nho đích thực. Họ cắm trại ở giữa các cây nho dại, giống như những đàn chiên lạc bị bọn thợ thuê dẫn vào các đồng cỏ xấu và bị bỏ mặc làm mồi cho sói dữ. Họ từ chối không chịu vào đoàn chiên của Chúa Chiên Lành, đấng thí mạng sống mình vì con chiên. Không định quán, họ đi lang thang trong sa mạc và chẳng chịu ngước mắt nhìn lên thành phố được xây trên núi mà không gì che khuất được. Họ bị các cơn bão cát cuốn đi và không muốn nhìn xem ngôi nhà của vị hôn thê ngài là giáo hội, được xây trên nền đá tảng và là nơi ngài đã hứa sẽ lưu lại cho tới ngày tận thế. Họ từ chối không chịu vào qua cửa thấp để khỏi phải hạ thấp cái đầu cao ngạo của họ. Họ xây trên cát nhiều cái chòi di động. Tại đây chẳng có bàn thờ, cũng chẳng có lễ hy sinh. Họ có nhiều trông chống gió trên các mái nhà của họ, và các giáo thuyết của họ thay đổi theo đủ thứ chiều gió. Họ không thể nào ăn ý với nhau và chẳng bao giờ có được vị trí cố định. Đôi khi họ phá hủy các ngôi liều của họ và đem các tàn tích ném liệng vào tảng đá gốc của giáo hội, nhưng vẫn không thể làm cho giáo hội chuyển lay. Mặc dầu tâm tối bao phủ chung quanh họ, họ vẫn từ chối không chịu đi đến với ánh sáng của ngọn đèn đặt trên giá trong nhà của vị hôn thê. Họ nhắm mắt đi lang thang chung quanh ngôi vườn đóng kín là giáo hội, ngôi vườn mà nguyên những làn hương thơm là còn giữ lại cho họ một chút sự sống. Họ giang đôi tay về phía các bóng ma và đi theo các vị tinh tú lang thang dẫn họ tới nhiều cái giếng không nước. Khi đã tới gần vực thẳm, họ khinh chê tiếng nói của vị hôn thê kêu mời họ và họ cười nhạo với một vẻ thương hại sắc sược những người đầy tớ mời họ tới dự tiệc cưới. Họ không muốn vào ngôi vườn vì họ sợ gai góc ở hàng rào, vì sự tự tôn tự đại và vì không có rượu cũng chẳng có bột mì. Họ bị dày vò bởi cơn khát và kiệt sức vì đói. Hóa mù tối vì lý trí kiêu căng, họ công bố giáo hội của ngôi lời nhập thể là giáo hội vô hình. Người ta thấy rõ đây là vấn đề những người lạc giáo, và đặc biệt là phái lạc giáo lớn thể phản. Họ thực sự công bố rằng giáo hội vô hình. Chúa Giêsu đã xem thấy họ tất cả và Ngài đã khóc về hết mọi người ấy. Ngài muốn chịu đau khổ cho tất cả những ai từ chối không chịu vác thánh giá của mình mà theo Ngài vào thành trì được xây trên núi, và những ai không muốn nhìn nhận Ngài trong vị thành lập trên đá tảng, giáo hội đã được Ngài ban chính mình trong bí tích cực thánh. Tất cả các bức họa về sự vô ơn và các điều lăng nhục khủng khiếp ấy có liên can tới cuộc khổ nạn đau thương của Đức Lang Quân Thiên Đình của tôi, đã diễn tả qua trước linh hồn Ngài với một tốc độ mau lẹ khủng khiếp. Tôi đã xem thấy Satan dưới những hình thức gớm ghiếc nhất và biến hóa nhất, lôi kéo vào vực thẳm nhiều linh hồn đã được máu Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc, ngay cả những người lãnh phép sức giàu sao hết nữa. Với một nỗi đớn đau sâu xa, Chúa Cứu Thế đã xem thấy tất cả sự vô ơn, tất cả những hư hỏng của các Kitô hữu đầu tiên, của những người đến tiếp đó, của các Kitô hữu thời ta và các Kitô hữu trong tương lai nữa. Tiếng nói của các tên cám dỗ cứ lặp lại không ngừng: đó là những kẻ vô ơn mà ngươi muốn chịu đau khổ vì chúng. Trước cảnh tượng các hình thù kinh khủng ấy, linh hồn Chúa Giêsu đã bị đè bẹp dưới gánh nặng của một nỗi kinh hoàng không lời diễn tả.
Ngài vặn xoắn đôi bàn tay, Ngài thường ngã quỵ như bị đè bẹp trên đôi đầu gối. Ý chí nhân loại của Ngài đã chiến đấu quá mạnh với nỗi nhòm gớm vì phải chịu đau khổ quá nhiều cho cái dòng giống vô ơn ấy, tới nỗi mồ hôi thành những giọt máu lớn chảy ròng ròng từ thân thể Ngài xuống đất. Trong nỗi kinh hoàng, Ngài chăm chú nhìn chung quanh như để tìm sự trợ giúp, và ra như Ngài muốn lấy trời đất, các tinh tú trên bầu trời làm chứng cho các nỗi đau khổ của Ngài. Tôi tưởng chừng như còn nghe Ngài kêu lên: có thể chịu nổi một sự vô ơn như thế không? Hãy trả lời ta lấy các ngươi làm chứng đó. Khi ấy, mặt trăng và các ngôi sao có vẻ tiến lại gần, và lúc ấy tôi đã thấy ánh sáng tăng lên ở chung quanh Ngài. Trong nỗi kinh hoàng ghê gớm này, Chúa Giê-xu đã thốt ra vài tiếng kêu đau đớn. Ba vị tông đồ thức dậy, các ông lắng tai về phía Ngài và muốn đi gặp Ngài. Nhưng Phê-rô giữ Gioan và Gia-cô-bê lại mà nói: cứ ở lại đây đi, tôi xin đi đến với Thầy. Tôi đã thấy ông chạm vào hang khi nhìn thấy Chúa đầy vẻ kinh hoàng và mình đẫm máu. Ông run rẩy vì khiếp sợ. Ông nói: thưa Thầy, có chuyện gì vậy? Chúa Giê-xu không trả lời ông và cũng chẳng có vẻ lưu ý tới ông nữa. Phê-rô đã trở lại với hai vị kia. Ông bảo họ rằng Chúa không trả lời ông, mà Ngài chỉ có rên xiết với thở than. Khi đó nỗi buồn của họ tăng lên, họ trùm đầu ngồi xuống và cầu nguyện trong nước mắt. Tôi đã trở lại bên Đức Lang Quân của tôi trong cơn hấp hối đau thương của Ngài, bức họa gây khiếp hãi về những tội vô ơn và những lăng nhục của những con người. Trong tương lai, những kẻ đã được Ngài gánh chịu nợ nần và vì họ đã phải chịu đau khổ cách dữ dằn đến thế, lại được phô bày trước mặt Ngài với một tốc độ mau lẹ tăng dần, với những hình thù mỗi lúc một thêm ghê rợn. Ngài luôn luôn tranh đấu chống lại sự nhòm gớm nơi ý chí nhân loại của Ngài về việc phải chịu đau khổ quá như vậy. Nhiều lần tôi đã nghe Ngài kêu lên: lạy cha, có thể chịu đau khổ được cho tất cả những con người đó hay không? Lạy cha, nếu có thể, xin cất chén này khỏi con, nhưng xin cho thánh ý cha được nên trọn. Giữa tất cả các tội phạm tới lòng thương xót của Thiên Chúa nói đây, tôi thấy Satan cựa quậy dưới nhiều hình thức thay đổi theo loại tội. Nó hiện hình khi thì như một người lớn đen đuổi, hay dưới hình thức một con cọp, khi thì dưới những hình dạng một con sói, một con cáo, một con rồng, một con rắn. Đó chẳng phải là hình dáng của các con vật ấy, nhưng chỉ là nét nổi bật nơi bản tính chúng, các kiểu cách về sự tàn phá, sự ghê tởm, chống đối, tội lỗi sau cùng là chính các hình dạng của quỷ. Chúa Giê-xu xem thấy tất cả các hình ảnh quỷ ma ấy cám dỗ, xúi dục và sâu xé vô số các linh hồn mà Ngài muốn giải thoát khỏi quyền lực Satan bằng cách chịu chết trên thánh giá. Vào lúc đầu tôi ít thấy con rắn, nhưng rồi tôi đã thấy nó lăn xả vào Chúa Giê-xu và tấn công Ngài một cách rất dữ dội. Nó đứng đầu một đạo quân đông đảo gồm cả đàn ông lẫn đàn bà thuộc về hết mọi giai cấp trong xã hội, được trang bị bằng đủ thứ khí giới và dụng cụ. Đôi khi họ chống nhau rồi quay lại chống Chúa một cách hăng say kinh khủng. Thật là một quang cảnh ghê sợ. Họ lăng nhục Ngài, đập đánh Ngài, đâm Ngài,
nhổ vào mặt Ngài và đổ đầy đồ rác nhơ lên Ngài. Các khí giới, các thanh gươm, những cây giáo của họ cứ tua tủa vung lên và rơi xuống những đòn đập lúa của một đám đông vô số các thợ đập chống lại hạt lúa miếng thiên đình. Hạt lúa đã rơi xuống đất và chết đi để muôn đời nuôi sống loài người bằng bánh sự sống. Ở giữa tất cả các kẻ cuồng giận này, trong đó có một số tôi thấy có vẻ mù quáng. Chúa Giêsu bị bầm tím toàn thân, dường như các đòn đánh đều thực sự làm Ngài bị thương. Tôi đã thấy Ngài lảo đảo, siêu té và vừa trỗi dậy, Ngài lại ngã xuống đất. Con rắn, cái con vật không ngừng thôi thúc bộ hạ của nó chống lại Chúa Giêsu, đã dùng đuôi quật, xé, cắn cổ và nghiến ngấu tất cả những ai đã bị nó lật nhào. Tôi đã được hay biết rằng cái đám đông những kẻ cuồng giận này gồm tất cả những kẻ gian tà mà mỗi người theo thể cách của mình đã đổ tràn các lời lăng mạ vào Chúa Giêsu. Đấng thực sự hiện diện dưới các hình bánh rượu trong bí tích thánh thể, với thân xác Ngài, với máu Ngài, linh hồn Ngài và thần tính của Ngài. Tôi đã nhận thấy trong số các kẻ thù của Chúa nói đây có tất cả mọi loại người xúc phạm đến bí tích chí thánh, nơi mà Ngài vẫn đích thân hiện diện giữa lòng giáo hội Công giáo. Tôi đã khiếp sợ mà nhìn thấy tất cả các lối lăng mạ này, từ sự ương lời, lãnh đạm, bỏ bê cho tới chỗ khinh khi, lạm dụng và phạm thánh. Từ tội thờ phượng các thần tượng thế gian, tội kiêu căng của lý trí và kiến thức sai lạc, cho tới tội rối đạo, bất tín, cuồng tín, thù ghét và bách hại. Tôi đã thấy giữa những người này nhiều người mù tối, tê bại, câm điếc và ngay cả nhiều trẻ em nữa. Những kẻ mù không muốn nhìn nhận sự thật, những kẻ tê bại từ chối không chịu theo sự thật, những kẻ điếc bịt tai trước những lời cảnh giác của chân lý. Những người câm không muốn chiến đấu cho chân lý với thanh gươm của lời nói. Những trẻ em phải lầm lạc vì cha mẹ và các ông thầy phàm tục và vô đạo. Những trẻ em đã đầy dẫy các ước muốn trần tục, đã xây xưa một thứ khoa học hão huyền và vô cảm đối với các thực tại thần linh. Trong số những em bé này mà cảnh tượng làm tôi buồn sầu đặc biệt, vì Chúa Giêsu vẫn yêu các trẻ thơ, tôi ghi nhận nhiều em bé giúp lễ thiếu lòng tôn kính. Chúng không tôn trọng Chúa Kitô trong thánh lễ. Và tôi khiếp vía khi thấy rằng nhiều linh mục thuộc đủ mọi giai cấp, trong số đó một số người còn coi mình như đầy đức tin và lòng đạo đức, mà cũng hành hạ Chúa Giêsu trong phép mình thánh. Phần đông thì tin ở sự hiện diện thực và dạy mầu nhiệm này cho dân chúng, nhưng các ngài lo quá ít tới việc thờ kính này. Các ngài lơ là việc chăm sóc cung điện, ngai tòa của Thiên Chúa hằng sống, tức là giáo hội, bàn thờ, nhà tạm thánh thể, chén thánh, các bình thánh và các đồ trang hoàng thánh. Các ngài đã để cho tất cả phải hư hại trong bụi bặm và rỉ sét. Và việc thờ phượng Thiên Chúa nếu không bị tục hóa trong thâm tâm thì ít ra cũng mất danh dự xét theo bề ngoài. Tất cả những chuyện đó không phải là do sự nghèo khó, nhưng là do tính cẩu thả, lười lĩnh, tật gắn bó với các của cải trần gian và đôi khi cũng do lòng ích kỷ và cái chết của linh hồn. Vì tôi đã thấy những chuyện lơ là giống như thế trong các nhà thờ giàu có hay ít ra cũng khá giả. Đồng thời, tôi lại thấy nhiều nhà thờ khác, trong đó một sự xa hoa phàm tục và lố bịch
đã thay thế cho các đồ trang hoàng quý giá và đáng kính của một thời đạo đức hơn. Tôi thấy rằng thường thì những người nghèo nhất cũng có nơi trú ngụ tử tế hơn trong các căn lều tồi tàn của họ so với vị Chúa Thể Trời Đất ở trong giáo hội của Ngài. Ôi chao, biết bao nhiêu sự tiếp đón tàn tệ này đã làm buồn lòng Chúa Giê-xu, đấng đã ban mình làm của ăn cho hết mọi người. Chắc chắn rồi, đâu có cần phải giàu có để đón nhận đấng ban thưởng gấp trăm cái ly nước mà người ta dành cho kẻ nghèo đang khát. Nhưng còn Ngài, đấng khao khát chúng ta, Ngài lại chẳng có lý do để than phiền khi cái ly đã dơ bẩn mà nước lại còn hư thối sao? Do hậu quả của tất cả những ương lười này, những kẻ yếu đuối thì bị vấp phạm, thánh cung bị mất danh dự, giáo hội bị bỏ rơi, các vị linh mục bị khinh khi. Chẳng bao lâu sự dơ bẩn đã lan sang lãnh vực nội tâm. Các ngài không chăm lo hơn về việc thanh tẩy nhà tạm tâm hồn mình so với sự chăm lo cho nhà tạm bàn thờ. Tôi đã thấy nhiều vị linh mục và nhiều vị giám mục chạy chọt để làm vừa lòng các ông hoàng và các ông lớn thế gian và để làm thỏa mãn tất cả các ước muốn viển vông của họ. Trong khi ấy, các ngài lại bỏ liều vua trời đất ở ngoài cửa nhà các ngài, như một chàng Lazaro kêu xin những mẫu bánh tình yêu của các ngài, nhưng lại chỉ nhận được những vết thương mới. Chẳng cần phải nhắc lại rằng các bức họa này phô diễn lịch sử của tội lỗi nói chung, chứ không nhằm riêng vào một thời đại nào. Dẫu tôi có nói tất cả một năm tròn, tôi vẫn không thể nào nói hết được những điều xúc phạm tới Chúa Giê-xu trong phép thánh thể mà tôi đã biết theo thể cách ấy. Tôi đã thấy nhiều nhóm phạm nhân tấn công Chúa và đánh Ngài bằng nhiều vũ khí khác nhau, theo sự khác biệt các tội phạm của họ. Tôi đã thấy nhiều giáo sĩ bất kính, nhiều vị linh mục nhẹ dạ hay phạm thánh, nhiều người rất lễ nguội lạnh hay bất xứng, và nhiều linh hồn mà đối với họ, mầu nhiệm của Thiên Chúa hằng sống, nguồn mạch của hết mọi phước lành đã biến thành lời chúc dữ. Tôi đã thấy nhiều chiến sĩ cuồng giận, tôi tớ của ma quỷ, họ làm ô nhơ các bình thánh, chà đạp mình thánh Chúa dưới chân, hay xúc phạm tới mình thánh trong các nghi thức bí mật của một lối thờ cúng thuộc hỏa ngục. Tôi đã thấy một con số vô tận những con người bị quyến rũ bởi gương xấu và lời giáo huấn xảo trá của những người lạc giáo. Họ chẳng còn tin vào sự hiện diện thực của Chúa và hết thờ Ngài trong phép thánh thể. Thật là một quang cảnh ghê gớm khi thấy những người lạc giáo ấy giật khỏi trái tim Chúa Giê-xu một đám đông vô số các tín hữu đã được Ngài đổ máu cứu chuộc. Tôi đã thấy giáo hội như thân xác Chúa Giê-xu và tất cả các gia đình ấy, các giáo hội ly khai ấy đã hiện hình với tôi như đủ ngần đó các mảnh thịt đẫm máu bị giật ra khỏi thân xác sống động của Ngài. Ôi chao, bằng những cái nhìn thương cảm biết bao, Ngài theo dõi họ và than thở về việc họ phải hư mất. Chính Ngài là đấng để thâu hợp những người bị phân tán tới vô cùng tận thành một thân thể duy nhất là giáo hội. Ngài đã ban mình làm của ăn cho hết mọi người trong bí tích thánh thể. Ngài thấy mình bị sâu xé trong thân thể là hiền thê của Ngài. Đó là những trái độc của cây ly giáo. Dưới ảnh hưởng của các tiến sĩ giả, bàn ăn của hiệp nhất là bí tích thánh thể, biểu chứng tối cao của tình thương Ngài. Và tại đây, Ngài muốn ở lại mãi mãi với loài người, đã trở nên ranh giới cho sự phân rẽ
và các con cái Thiên Chúa buộc lòng phải tự xa lìa những kẻ bất tín và những người lạc giáo để khỏi phải thông phần vào tội lỗi của họ. Theo thể cách này, tôi đã thấy nhiều dân tộc trọn vẹn bị giật ra khỏi trái tim Chúa Giêsu và chối từ cái kho tàng ơn thánh mà Ngài đã trao phó cho giáo hội Ngài. Sau cùng, tôi đã thấy tất cả những người tự phân cách khỏi giáo hội phải đắm chìm trong tội bất tín, mê tín, lạc đạo, kiến thức sai lạc và bị thúc đẩy bởi con rắn đang cựa quậy ở giữa nhóm họ. Họ quy tụ lại và tất cả đồng loạt đâm xả vào giáo hội. Điều đó cũng giống như họ xâu xé ruột gan lòng dạ của chính Chúa. Trong nỗi kinh hoàng, Ngài nhìn thấy cái cây ly giáo với tất cả các cành và trái của nó cứ tăng lên vô tận cho đến ngày tận thế, khi mà lúa miếng sẽ được thâu lượm vào các kho lẫm thiên đình, còn rơm rác bị thiêu đốt trong thứ lửa không bao giờ tắt. Cái hình hài trong thị kiến này ghê gớm quá, quá kinh khủng, tới nỗi Đức Lang Quân của tôi đã hạ cố hiện ra cùng tôi. Ngài yêu thương đặt tay trên trái tim tôi và nói: "Chưa từng có ai đã xem thấy các thực tại này, và trái tim con sẽ tan vỡ vì đau đớn nếu cha không nâng đỡ nó." Tôi đã thấy máu chảy thành những giọt lớn trên khuôn mặt tái mét của Chúa. Tóc Ngài dính vào với nhau, dựng đứng trên đầu, bộ râu Ngài đẫm máu và lộn xộn. Sau khi thị kiến cuối cùng này, Ngài ra khỏi hang và lại một lần nữa đến với các môn đệ. Ngài đi lảo đảo từng bước, như một người còng lưng dưới gánh nặng, hay bị trọng thương và hầu như đã kiệt sức. Đến bên các tông đồ, Ngài thấy các ông không nằm dưới đất, nhưng ngồi trùm đầu và gục trên đôi đầu gối. Đây là một tư thế mà người Do Thái vẫn sử dụng trong lúc tang tóc hay trong khi cầu nguyện. Bị đè nặng bởi nhọc mệt, sợ hãi và buồn sầu, các ông đã thiếp ngủ. Chúa Giêsu tiến lại gần các ông trong tình trạng run rẩy và rên rỉ. Các ông thức giấc và nhờ có ánh trăng, các ông thấy Ngài đứng trước mặt mình, lưng còng, gương mặt tái mét, đẫm máu, râu tóc rối bù. Với đôi mắt mệt mỏi, các ông không thể nào nhận ra thầy mình trong tình trạng bị biến dạng ghê gớm như vậy. Khi thấy Ngài vặn xoắn đôi tay, các ông trỗi dậy, ôm chầm lấy Ngài và nâng đỡ Ngài với tất cả triều mến. Khi đó, Ngài nói với các ông bằng một giọng buồn sâu xa rằng người ta giết Ngài vào ngày hôm sau. Một giờ nữa, người ta sẽ bắt Ngài và lôi Ngài tới trước tòa án. Người ta sẽ hình hạ và lăng nhục Ngài. Người ta sẽ đánh đòn Ngài và sau cùng Ngài sẽ chịu chết một cách rất dữ dằn. Rồi Ngài xin các ông an ủi mẹ Ngài và Mai Đệ Liên. Các ông không trả lời, các ông nín thinh, vì dáng vẻ và các lời của Ngài đã làm cho các ông náo động và buồn sầu quá đỗi. Các ông còn nghĩ rằng Ngài đang mê sảng. Khi Ngài muốn trở về hang thì Ngài không còn sức để bước đi nữa, và tôi thấy Gioan và Gia-cô-bê dẫn Ngài tới đó. Khi vào hang rồi thì họ bỏ Ngài đấy. Lúc đó là khoảng 11 giờ 15 phút. Chương 4. Chúa Giêsu vãn hồi sinh lực do cái nhìn về ơn cứu độ chúng ta.
thị kiến về tất cả cuộc khổ nạn mà Ngài chấp nhận. Cơn hấp hối thứ ba. Trong cơn hấp hối này của Chúa Giêsu, tôi đã thấy Đức Trinh Nữ tại nhà bà mẹ của Marco phải chịu đau đớn rất dữ dằn. Cùng với Mai Đệ Liên và bà Maria, mẹ của Marco, Đức Trinh Nữ đang ở trong vườn, người cúi mình trên một phiến đá và ngã quỵ. Nhiều lần người bị bất tỉnh vì người thấy trong tâm trí nhiều điểm trong cơn hấp hối của Chúa Giêsu. Người đã sai nhiều phái viên đi dò tin về Chúa, sau cùng bị nỗi lo âu trấn áp. Cùng với Mai Đệ Liên và Salome, người đã đi mãi tới thung lũng Josaphat. Đầu người trùm khăn, người thường giang tay về phía núi cây dầu, vì ở trong tâm trí người xem thấy Chúa Giêsu bị ướt đẫm một thứ mồ hôi máu và ra như thể người giơ đôi tay để lau mặt cho Chúa. Lúc Đức Trinh Nữ bị tràn ngập bởi những tâm tình ngưỡng vọng đau thương trên đây khi nghĩ đến con của người, thì chính Chúa cũng nghĩ đến người với niềm cảm xúc rất mạnh, và Ngài chăm chú nhìn về phía mẹ như để kêu cầu sự cứu giúp. Tôi đã thấy niềm thương cảm hổ tương này dưới hình thức những tia sáng đi từ Chúa tới Đức Mẹ và từ Đức Mẹ tới Chúa. Chúa Giêsu cũng nghĩ tới Mai Đệ Liên và cảm thấy nỗi đau đớn đang xâu xé chị. Lúc trước Ngài đã xin các môn đệ Ngài an ủi chị, vì Ngài quá biết rằng sau mẹ Ngài thì không ai yêu mến Ngài cho bằng chị. Và từ đây chị hoàn toàn tận tâm với Ngài và sẽ phải chịu nhiều đau khổ vì Ngài. Vào lúc ấy, tám tông đồ vẫn đang ở dưới tán cây xanh lá trong vườn Gethsemane. Sau khi chuyện vãn với nhau ít lâu, các ông lại thiếp ngủ. Các ngài bị lung lạc và nản lòng vì trước cám dỗ. Mỗi ông đều tìm kiếm một nơi để có thể ẩn trốn, và các ông lo lắng hỏi nhau: liệu chúng ta sẽ làm gì sau khi người ta giết Ngài? Chúng ta đã bỏ hết mọi sự để theo Ngài. Chúng ta đã đặt tất cả hy vọng nơi Ngài, mà bây giờ thì Ngài quá tiều tụy, rã rời, chẳng còn trông đợi được gì nữa nơi Ngài. Những môn đệ khác lúc đầu đi lang thang đây đó, rồi khi hay tin Chúa Giêsu đã loan báo các nỗi nguy hiểm đang tới nơi, thì phần lớn các ông đều trốn về Bethphage. Tôi vẫn còn thấy Đức Chúa Giêsu ở trong hang, cầu nguyện và chiến đấu với sự nhòm gớm của bản tính nhân loại trước những đau khổ của Ngài sẽ phải chịu. Kiệt sức và run lẩy bẩy, Ngài kêu lên: lạy Cha, nếu là ý Cha thì xin cất chén này đi cho con, nhưng không theo ý con mà xin theo ý Cha. Khi đó vực thẳm mở ra trước mặt Ngài, và từ ánh mắt Ngài phát xuất nhiều tia sáng làm Ngài nhìn suốt tận đáy âm ti. Ngài xem thấy ông Đan và bà Eva, các tổ phụ, các tiên tri, các người công chính, song thân của mẹ Ngài và Gioan Tẩy Giả, tất cả đều đang quá khao khát mong mỏi Ngài hiện đến, tới nỗi trái tim đầy yêu thương của Ngài được an ủi vỗ về và được mạnh sức vì cảnh tượng ấy. Cái chết của Ngài sắp sửa mở cửa trời cho tất cả các tù nhân ấy, những người đang mỏi mòn trong chốn ngục tù, mà từ đó chính Ngài sắp đến kéo họ ra. Sau khi Chúa Giêsu đã ngắm nhìn với một niềm cảm xúc sâu xa các người công chính của cựu ước đó, thì các thiên thần lại cho Ngài xem con số đông vô kể các chính nhân trong tương lai, những người
nhờ liên kết những cuộc chiến đấu của họ với công nghiệp của cuộc khổ nạn Ngài, sẽ nhờ Ngài mà được nhận vào lòng Chúa Cha. Đây thật là một thị kiến tuyệt đẹp và đầy an ủi. Các vị tông đồ, các môn đệ, các trinh nữ và các phụ nữ thánh thiện, tất cả các thánh tự đạo, các thánh ẩn tu và hiển tu, các vị giáo hoàng và giám mục, còn số đông đảo các tu sĩ, tất cả các vị thánh đều lần lượt diễn hành dưới mắt Chúa, trong tình trạng được trang điểm bằng các nhân đức và các nỗi đau khổ mà các ngài chịu. Tất cả đều mang trên đầu triều thiên khải thắng mà các bông hoa thay đổi về hình thức, màu sắc và hương thơm theo sự khác biệt của các nỗi đau khổ, các cuộc chiến đấu và chiến thắng đã làm cho các ngài đáng lãnh nhận vinh quang muôn thuở. Tất cả công nghiệp của đời sống, giá trị của các cuộc chiến đấu cũng như vẻ sáng chói từ cuộc khải thắng của các ngài đều chỉ phát sinh do việc các ngài kết hợp với các công nghiệp của Chúa. Người ta không sao diễn tả nổi những gì là gây cảm xúc trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công này. Và trong sự hòa điệu toàn thể, đồng tâm nhất trí mà các ngài nhận được ở cùng một nguồn mạch duy nhất là phép thánh thể và cuộc khổ nạn của Chúa cứu thế. Chẳng có gì nơi các ngài là hậu quả của sự ngẫu nhiên tình cờ. Cách xử sự, các công việc, các nỗi đau khổ, các chiến thắng, dáng vẻ bề ngoài và hình ảnh của các ngài, tất cả những điểm quá khác biệt ấy đều tạo nên một sự duy nhất vô biên. Tại đây ngự trị sự hòa điệu hoàn hảo nhất. Và sự duy nhất này phát xuất từ ánh chói chang mà các ngài thu rút từ một phần thái dương duy nhất là cuộc khổ nạn của Chúa cứu thế, của ngôi lời làm người. Nơi ngài có sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng ấy chiếu vào bóng tối và bóng tối lại không lãnh nhận được. Đó là tập thể các vị thánh tương lai diễn hành trước linh hồn Chúa. Như thể là ngài thấy mình ở giữa niềm ao ước nóng bỏng của các tổ phụ và các cuộc diễu hành khải thắng của các thánh trong tương lai. Hai đoàn người này bổ túc cho nhau, đã tạo nên chung quanh trái tim đầy yêu thương của Chúa cứu thế một triều thiên chiến thắng. Cái quang cảnh đầy xúc động này đã đổ một chút niềm an ủi vào trái tim của Chúa, đấng sẽ lãnh nhận lấy trên mình tất cả các nỗi đau khổ của thế gian. Ôi chao, ngài quá yêu thương các anh em và các tạo vật của ngài, tới nỗi ngài đã sẵn lòng chịu đựng tất cả để cứu lấy dù một linh hồn mà thôi. Vì các thị kiến này quy về tương lai nên chúng bay là ở một độ khá cao. Nhưng rồi chẳng bao lâu, bức tranh an ủi này biến đi và các vị thiên thần tỏ bày cho Chúa thấy cuộc khổ nạn của ngài ở gần ngay mặt đất, vì nó sắp sửa xảy ra rồi. Tôi thấy tất cả các cảnh trong màn kịch khổ nạn diễn ra một cách rất rõ rệt trước mặt ngài, từ cái hôn của Giuđa tới những lời cuối cùng của ngài trên thánh giá. Tôi thấy tất cả những gì mà tôi vẫn thấy trong cái lần tôi chiêm ngưỡng cuộc khổ nạn. Sự phản bội của Giuđa, sự lẩn trốn của các môn đệ, những lời lăng mạ thậm tệ tại dinh Anna và Caipha, tội chối thầy của Phêrô, án xử của Phi-la-tô, những lời chế nhạo của Hê-rô-đê, việc đánh đòn và đội mũ gai, việc lên án xử tử, những lần ngã quỵ dưới sức nặng của thập giá, cuộc gặp gỡ đức trinh nữ, khăn lau mặt của bà Veronica, việc đóng đinh, những lời lăng mạ của nhóm biệt phái, nỗi đau đớn của Đức Maria, của Mai Đệ Liên và Doan, nhát đồng đâm thâu cạnh sườn.
Nói tóm lại là tất cả các nỗi đau khổ của Ngài cho trước mắt Ngài. Trong cơn hấp hối, Ngài đã xem thấy tất cả mọi hành động, thấu nhập tất cả các tâm tình và nghe thấy tất cả các lời lẽ của những người sẽ ở quanh Ngài trong cuộc khổ nạn. Tuy nhiên, vì thương yêu loài người, Ngài bằng lòng chịu đựng tất cả những chuyện đó. Điểm làm cho Ngài sầu muộn cách dữ dàng nhất chính là cảnh trần trụi mà Ngài phải chịu để đền các tội ô uế của loài người. Ngài xin cho được giải thoát khỏi khổ hình ấy, và Ngài đã được nhận lời. Vì tôi thấy chẳng phải là một trong các lý hình, nhưng là một người có lòng cảm thương đã đem đến cho Ngài một tấm khăn để Ngài che thân. Chúa Giêsu xem thấy và cũng cảm nghiệm nỗi đau đớn mẹ Ngài đang phải chịu. Vì quá cảm thương con mình, mẹ đã ngất đi khi tới thung lũng Giô-sa-phát cùng với hai bà bạn. Sau khi đã thấy các thị kiến về cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu ngã sấp mặt xuống đất như một kẻ hấp hối. Các thiên thần đã biến đi, các bức họa tan ra mây khói. Chúa chảy mồ hôi máu nhiều hơn, và tôi thấy máu thấm qua y phục Ngài. Một sự tâm tối sâu thẳm ngự trị trong hang. Khi đó tôi thấy một thiên thần xuống bên Chúa. Thiên thần này cao lớn hơn, có đường nét rõ rệt hơn và giống người ta hơn là các thiên thần đã hiện hình trong thị kiến trước. Như một linh mục, Ngài bận một áo dài trắng và cầm một bình nhỏ có dáng một chén thánh. Tôi thấy trong chén một vật có dáng hình trái xoan, lớn bằng hạt đậu và tỏa ra một ánh sáng đo đỏ. Thiên thần giơ tay phải về phía Chúa Giêsu, và sau khi Chúa Giêsu trỗi dậy, Ngài đặt vào miệng Chúa vật thể chiếu sáng ấy và cho Chúa uống từ chén sáng bóng, rồi Ngài biến đi. Sau khi bằng lòng chấp nhận chén khổ nạn, Chúa Giêsu đã được sức mạnh cần thiết để uống cạn chén ấy. Ngài còn ở lại giây lát trong hang, thanh thản, trong sáng và tạ ơn Cha Ngài. Ngài vẫn còn buồn nhưng đã được sức mạnh siêu nhiên bồi dưỡng. Ngài trở lại với các môn đệ, không còn sợ hãi và kinh hoàng nữa. Ngài có vẻ xanh xao, hốc hác nhưng vẫn bước đi cách mạnh mẽ và chắc chắn. Ngài đã dùng một tấm khăn lau mặt và sửa lại bộ tóc rối cho có thứ tự, bộ tóc ẩm ướt vì máu và buông thõng trên đôi vai. Khi Chúa Giêsu tới bên các tông đồ, Ngài thấy các ông cũng như lần đầu nằm thiếp ngủ trên mô đất, đầu trùm khăn. Ngài nói với các ông: "Tại sao các con ngủ? Hãy trỗi dậy và cầu nguyện đi. Đã tới giờ con người phải chịu nộp vào tay người tội lỗi. Trỗi dậy, nào ta ra đi, kẻ nộp thầy đã tới gần. Giả như nó đừng sinh ra thì hơn." Các tông đồ trỗi dậy trong tình trạng rất khiếp hãi vì nhìn chung quanh với dáng vẻ lo âu. Khi đã hoàn hồn, Phêrô nói cách hăng say: "Lạy thầy, con xin đi gọi các anh em khác để chúng con bảo vệ thầy." Nhưng Chúa Giêsu chỉ cho các ông thấy ở cách xa một quãng trong thung lũng bên kia khe Cetron, một toán người đông đảo có mang vũ khí đang tiến lại gần với nhiều ngọn đuốc. Rồi Ngài bảo các ông rằng một người trong nhóm các ông đã phản Ngài. Ngài nói với các ông cách thanh thản, dặn các ông hãy an ủi mẹ Ngài và bảo: "Chúng ta hãy đi đón họ, thầy sẵn sàng nộp mình cho kẻ thù." Rồi Ngài ra khỏi vườn cây dầu và cùng với ba tông đồ đi tới gặp họ trên đường phân cách thửa vườn này với vườn Gethsemane. Thank you.
Chương 5. Giu-đa và toán người theo y. Giu-đa đã không tính trước cái hậu quả mà việc phản bội của hắn sẽ tạo ra. Khi nộp thầy mình, hắn muốn kiếm chút tiền lương của tội ác và lấy lòng nhóm người biệt phái. Hắn đâu có ngờ rằng họ sẽ kết án và đóng đinh Chúa. Hắn chỉ còn biết nghĩ đến tiền bạc. Từ lâu, hắn đã liên lạc với người biệt phái Đa Mưu Túc Kế và vài người Sa Đốc, những người đã phỉnh nịnh và thúc bách hắn phản bội. Hắn đã chán cái nếp sống mệt mỏi, lang thang và bị thù ghét của các tông đồ. Từ nhiều tháng, hắn đã dấn thân vào con đường tội ác bằng cách ăn cắp những của bố thí được trao phó cho hắn trông coi. Lòng tham của hắn lại bị chọc tức khi Mai Đệ Liên đem dầu thơm sức chân Chúa, và cuối cùng thì hắn đã hết kiên nhẫn. Hắn vẫn luôn luôn hy vọng rằng sẽ thiết lập một vương quốc thế trần, trong đó hắn sẽ được một chức vụ chói chang và có lợi. Thấy mình bị lầm, nên hắn muốn thu tích một gia tài. Vì sự thù ghét cứ tăng lên mãi, nên trước lúc nguy hiểm ập tới, hắn nghĩ tới chuyện lấy lòng vị Thượng Tế và tất cả các kẻ thù mạnh thế của Chúa. Càng ngày, hắn càng giao du với bọn mật thám của họ, những kẻ làm đủ mọi cách để phỉnh nịnh hắn và bảo đảm với hắn rằng dẫu sao đi nữa, người ta sẽ thanh toán Chúa Giê-xu. Trong những ngày cuối cùng này, hắn chạy chọt nhiều để cho các thượng tế ra tay hành động. Những ông này chưa muốn chấp nhận các lời đề nghị của hắn, và họ cư xử với hắn một cách rất mực khinh bỉ. Họ nói rằng không có đủ thời giờ trước đại lễ, và họ không muốn làm náo loạn ngày lễ bằng cách tạo nên một vụ hỗn loạn. Tuy nhiên, công nghị có lưu ý đôi chút tới những lời đề nghị của Giu-đa. Sau khi chịu mình Chúa cách phạm thánh, Sa-tan đã chiếm đoạt hắn hoàn toàn, và hắn đã ra đi để hoàn tất tội ác. Trước hết, hắn đi gặp những người thương thuyết. Bọn người vẫn luôn phỉnh nịnh hắn, và họ vẫn còn tiếp đón hắn với một thứ tình bạn giả tạo. Nhiều người khác cũng đến, trong đó có Caipha và Anna. Họ do dự và họ ít hy vọng thành công vì họ không tin cậy ở Giu-đa. Khi đó, tôi thấy hỏa ngục chia rẽ. Sa-tan muốn tội ác của người Do Thái và cái chết của Chúa Giê-xu, người công chính vô tội, người cứu các tội nhân, vì tiến sĩ thánh thiện, người công chính mà nó thù ghét. Nhưng nó vẫn cảm thấy một thứ kinh sợ nào đó khi nghĩ đến cái chết của vị anh hùng rất tinh tuyền ấy. Con người không muốn tự cứu lấy mình, và nó ghen với Ngài về vinh quang nơi cái chết không đáng chết của Ngài. Vậy nên tôi thấy ma quỷ, một đàn thì kích thích sự thù ghét và cuồng giận của các kẻ thù Chúa Giê-xu, đàn khác nó lại gợi nên cho vài người trong nhóm họ cái ý nghĩ rằng Giu-đa là một kẻ vô liêm sỉ, một đứa khốn nạn, và người ta không được thanh toán công chuyện trước đại lễ, cũng chẳng quy tụ nổi một số đông dù các nhân chứng chống lại Chúa Giê-xu. Họ bàn cãi về quyết định phải theo và hỏi Giu-đa, liệu chúng ta có bắt nổi ông ấy không? Ông ấy lại chẳng có bên mình những người mang vũ khí ư? Kẻ phản bội vô liêm sỉ đã trả lời, không, ông ấy chỉ ở một mình và 11 môn đệ. Chính ông đã rất nản lòng, và tất cả 11 người đều là những kẻ nhát đảm.
Hắn nói thêm rằng, phải bắt Chúa Giêsu vào lúc này, nếu không thì không bao giờ, và hắn không muốn trở lại với họ nữa, vì khi đó hắn sẽ không thể trao nộp Ngài. Vì đã từ nhiều ngày, và đặc biệt là ngày hôm đó, các môn đệ khác và chính Chúa Giêsu đã bày tỏ rõ ràng là họ có nhiều điểm nghi ngờ về hắn, và chắc chắn họ sẽ giết hắn nếu hắn trở về với họ. Hắn còn nói rằng, nếu không bắt Chúa Giêsu ngay, Ngài sẽ trốn thoát, để rồi chẳng bao lâu sẽ trở lại với một đạo binh, những người đồng đảng, và sẽ tự xưng vương. Bằng những lời đe dọa này, Giuđa đã làm họ quyết định ra tay. Người ta đã chấp thuận lời hắn đề nghị, và hắn đã nhận tiền lương tội ác của hắn là 30 đồng bạc. Những đồng bạc này hình bầu dục, có lỗ nhỏ ở một đầu. Bị tổn thương vì người ta khinh bỉ, Giuđa muốn dâng cúng 30 đồng bạc cho đền thờ để tỏ ra mình có vẻ là người công chính và vô vị lợi. Nhưng hắn bị từ chối vì người ta không được phép nhận giá máu vào kho đền thờ. Giuđa coi sự từ chối này như một điều lăng nhục và hắn đâm ra cuồng giận. Tội phản bội đã phát sinh hậu quả ngay trước khi được hoàn thành. Nhưng Giuđa đã đi quá xa và không thể lui bước được nữa. Người ta canh chừng hắn và cứ theo dõi miết cho tới khi hắn trình bày chương trình của hắn về việc bắt Chúa Giêsu. Ba người biệt phái theo hắn đi xuống một gian phòng. Tại đây có nhiều lính canh đền thờ. Đám lính này không phải chỉ nguyên là người Do Thái, nhưng là những người thuộc đủ mọi quốc tịch. Khi đã thỏa thuận với nhau và khi người ta đã mang đến số lính đầy đủ, thì cùng với một người đầy tớ của nhóm biệt phái, Giuđa đã chạy tới nhà tiệc ly để xem Chúa Giêsu có còn ở đó hay không. Vừa khi Giuđa nhận cái giá tiền phản bội, thì một người biệt phái đi ra và bảy tên nô lệ đi kiếm gỗ để sửa soạn thập giá trong trường hợp có xét xử và lên án. Vì nếu để tới ngày hôm sau, chắc người ta sẽ không thể làm xong việc đó trước khi khởi sự lễ vượt qua. Bộ phận chính của thập giá là một cây lớn trong thung lũng Josaphat, được trồng ở gần suối Cetron. Về sau, vì nó đổ nằm ngang nên được dùng làm cầu. Khi Nehemi chôn ít lửa thánh và các bình thánh của đền thờ tại hồ Bethesda, thì cây này được đặt lên trên với nhiều mảnh gỗ khác, rồi nó lại được kéo ra và để dành. Thập giá đã được sửa soạn theo một hình thức rất đặc biệt, hoặc do hậu quả của sự tình cờ, hoặc vì người ta muốn chế nhạo Chúa Giêsu, con người tự xưng là vua ấy. Nhưng thực ra chính vì Thiên Chúa như vậy. Giuđa trở lại nói với nhóm biệt phái rằng Chúa Giêsu không còn ở nhà tiệc ly. Hắn nói thêm rằng chắc chắn Ngài ở trên núi cây dầu, nơi Ngài vẫn có thói quen rút vào để cầu nguyện. Hắn xin họ chỉ cho đi với hắn một ít người thôi, để khỏi gây nghi ngờ cho các môn đệ, những người đang rình phục, và khỏi gây ra một cuộc giấy loạn. 300 người phải chiếm giữ các cửa và các con đường thuộc khu phố Ophen ở về phía nam đền thờ, cũng như thung lũng Milo cho tới nhà Anna trên núi Sion, để tiếp viện cho nhà này nếu cần. Vì hắn nói rằng tất cả đám lê dân ở Ophen đều rất mực gắn bó với Chúa Giêsu. Hắn bảo họ rằng họ phải cẩn thận đừng để Ngài trốn thoát. Vì thường thường bằng những phương thế quỷ thuật, Ngài vẫn đột nhiên hóa ra vô hình trước mắt những kẻ tầm nã Ngài, và Ngài vẫn thoát thân vào các chốn núi non. Hắn cũng khuyên họ nên cột Ngài bằng một dây xích
và phải sử dụng cả đến một số phương thế quỷ thuật để ngăn cản Ngài bẻ gãy sợi xích đó. Người Do Thái bác bỏ ý kiến của hắn với vẻ khinh khi. Mi lại muốn đem những chuyện đó lừa chúng ta ư? Nếu bắt được ông ấy, chúng ta sẽ biết cách canh giữ chứ. Giuđa đồng ý đi với người Do Thái vào vườn. Hắn sẽ hôn và sẽ chào Chúa Giêsu dường như thể hắn đến gặp Ngài với tính cách bạn hữu và môn đệ. Và khi đó, bọn lính sẽ chạy đến để bắt Ngài. Hắn muốn rằng những người này có vẻ đến đó cách tình cờ, còn hắn thì ra như không dính dáng gì đến công chuyện của họ. Rồi hắn sẽ trốn đi với các môn đệ khác. Hắn cũng nghĩ rằng một cuộc hỗn loạn sẽ có thể phát sinh và các tông đồ có lẽ sẽ tự vệ, và do đó Chúa Giêsu sẽ trốn thoát như Ngài đã hành động nhiều lần. Hắn cứ quanh quẩn với ý nghĩ này khi hắn bị tổn thương vì những kẻ thù chuốc khinh bỉ và ngờ vực hắn. Nhưng hắn lại không thấy cảm thương Chúa Giêsu, cũng chẳng hối hận vì tội ác của mình, vì hắn đã hoàn toàn phó mình cho Satan. Người ta làm bộ thuận theo lời hắn, nhưng tự trung người ta vẫn xử sự với hắn như một kẻ phản bội mà người ta ngờ vực và sẽ loại bỏ khi nào dùng xong. Bọn lính đã được lệnh canh chừng Giuđa và xem xét hắn kỹ lưỡng cho tới khi đã bắt được Chúa Giêsu. Vì hắn đã nhận giá tiền bội phản nên người ta sợ hắn bỏ trốn, và do đó người ta không bắt nổi Chúa Giêsu hay lại bắt lầm một người khác. Toán người nhận công tác bắt Chúa Giêsu gồm có 20 người được chọn hoặc trong đội vệ binh của đền thờ hoặc trong số những lính bắn cung của Anna và Caipha. Y phục của họ cũng gần giống như y phục của đám lính Roma. Họ cũng có loại mũ chiến và những đai buông thõng quanh đùi như lính Roma. Họ được phân biệt với lính Roma cách đặc biệt qua bộ râu, vì nhóm người Roma cư ngụ tại Jerusalem chỉ có râu trên đôi má, còn ria và râu cằm được cạo kỹ. Tất cả 20 người đều được trang bị bằng gươm, một vài người còn mang thêm giáo. Họ mang nhiều đèn lồng và nhiều ngọn đuốc, nhưng lúc tới nơi chỉ có một ngọn đèn lồng được thắp sáng. Người ta muốn cho Giuđa một nhóm người tháp tùng đông hơn, nhưng hắn phản đối, bảo rằng như vậy sẽ bị lộ quá dễ, vì từ núi cây dầu người ta có thể nhìn bao quát tất cả thung lũng. Phần lớn toán quân ở lại Ophen. Người ta đặt nhiều trạm tại nhiều nơi trong thành phố và các vùng chung quanh để cản ngăn hết mọi cuộc tụ tập và mọi toan tính giải thoát Chúa Giêsu. Vậy Giuđa đi tiên phong với 20 người lính, theo sau một quãng là 4 người lính bắn cung hay lý hình, 4 người khác mang nhiều dây và nhiều xích. Vài bước sau 4 tên này là 6 nhân viên đi theo, những người vốn giao tiếp với Giuđa từ lâu. Đó là một tư tế, bạn tâm giao của Anna, một người thân tín với Caipha, 2 người biệt phái và 2 người sa đốc chuyên môn nịnh, là những thám tử quỷ quyệt của Anna và Caipha. Tất cả đều là những kẻ thù hăng say chống Chúa. Bọn lính tỏ ra rất nịnh nọt Giuđa cho tới địa điểm phân rẽ vườn cây dầu với vườn Gethsemane. Tại đây, họ không muốn để hắn đi trước một mình nữa. Họ đổi giọng nói và tranh biện với hắn một cách rất sức sửa. Chương 6. Chúa Giêsu bị bắt.
cùng với ba tông đồ, Chúa Giêsu ra khỏi vườn Gethsemani vào chính lúc Giuđa và đoàn quân theo hắn xuất hiện cách đó 20 bước tại ngõ vào con đường phân cách hai khu vườn. Giuđa muốn đi một mình đến gặp Chúa với tính cách bản thân, cốt cho bọn lính có vẻ đến như thể hắn không biết. Nhưng bọn đó đã giữ hắn lại và nói: "Này bạn, không phải thế. Bạn đâu có thoát khỏi chúng ta cho tới khi chúng ta bắt được người Galilê." Khi nhận thấy 8 vị tông đồ chạy tới, họ liền gọi 4 người lính bắn cung lại, mặc dầu Giuđa phản đối và tỏ ra phẫn nộ. Khi Chúa Giêsu và ba tông đồ trông thấy đoàn quân mang vũ khí này, nhờ ánh sáng của các ngọn đuốc, ông Phêrô muốn đâm nhào vào bọn họ. Ông nói: "Thưa Thầy, 8 anh em nữa ở đây rồi, chúng con xin dùng gươm mà đánh." Nhưng Chúa Giêsu bảo ông rằng hãy ở yên, và Ngài lui lại đằng sau vài bước tới một nơi có phủ cỏ xanh. 4 môn đệ đã ra khỏi vườn để hỏi xem có chuyện gì. Giuđa muốn tự biện minh và tìm cách nói dối để gỡ bí, nhưng bọn vệ binh vẫn canh chừng hắn. 4 môn đệ này là Giacôbê hậu, Philip, Thomas và Nathanael. Chúa Giêsu tiến về phía toán quân và hỏi lớn: "Các anh tìm ai?" Những người dẫn đầu bọn lính trả lời: "Tìm Giêsu Nazareth." Chúa Giêsu nói: "Chính là ta đây." Vừa khi Ngài nói "chính là ta", họ bị té ngửa ra. Giuđa đứng cách đó không xa, thấy cảnh tượng ấy, hắn lại càng bối rối hơn. Hắn có vẻ muốn lại gần Chúa Giêsu. Khi đó Chúa giơ tay và nói với hắn: "Này bạn ơi, bạn đến đây với ý gì?" Hoàn toàn cuống quýt, hắn nói lúng túng vài lời về một công việc được ủy nhiệm mà hắn đã hoàn thành. "Nếu tôi không lầm thì Chúa Giêsu bảo, thà ngươi chẳng bao giờ sinh ra còn hơn." Trong khi đó, bọn lính đứng dậy và lại gần Chúa. Chúng chờ dấu hiệu của kẻ phản bội, cái hôn mà hắn phải dành cho Chúa Giêsu. Phêrô và các môn đệ khác bao quanh Giuđa, gọi hắn là kẻ ăn cắp và phản bội. Hắn tìm cách tự vệ bằng những lời nói dối, nhưng hắn không thành công. Bọn lính mau mắn để bảo vệ hắn, và điều đó minh chứng rõ ràng hắn là tên phản bội. Lại gần Manco, Ngài cầu nguyện, chạm tới hắn và chữa lành tay hắn. 6 người biệt phái lăng mạ Ngài. Họ nói với bọn lính và các lý hình đang bao quanh Ngài: "Y đã liên kết thân mật với Satan. Chính nhờ các bùa ngải của y mà cái tay đã có vẻ bị cắt đứt và có vẻ được chữa lành." Khi đó Chúa Giêsu lên tiếng nói với họ: "Các anh đến bắt ta như bắt một tên trộm cướp, với gươm giáo và gậy gộc. Thế mà khi ta ở giữa các anh mọi ngày trong đền thờ, các anh lại không bắt. Nhưng giờ của các anh và quyền lực của tối tăm đã đến rồi." Họ ra lệnh trói Ngài và bắt đầu lăng mạ Ngài rằng: "Ngươi đâu có thể lật nhào chúng ta với các bùa ngải của ngươi." Tôi đã quên mất câu trả lời của Chúa. Khi đó các môn đệ bỏ Ngài mà chạy trốn hết. Có 6 người biệt phái và 4 tên lý hình không bị té ngã và do đó không trỗi dậy. Có lời mặc khải cho tôi rằng nguyên nhân là vì họ đã hoàn toàn ở trong lòi tối của ma quỷ. Cũng như Giuđa, hắn cũng không té ngã mặc dầu hắn ở ngay bên bọn lính. Tất cả những người bị té ngã và trỗi dậy về sau đều được ơn trở lại và đã trở nên Kitô hữu.
Việc họ té ngã và trỗi dậy là biểu tượng cho ơn trở lại của họ. Hơn nữa, bọn lính ấy chỉ bao quanh Chúa Giê-xu mà không bắt Ngài. Chỉ có 4 tên lý hình bắt và trói Ngài. Còn Manco, anh ta đã trở lại ngay sau khi được chữa lành. Và trong cuộc khổ nạn, anh ta vẫn thường đem tin tức cho Đức Maria và các người bạn thân của Chúa. Trong khi các người biệt phái tiếp tục lăng mạ Chúa, các lính bắn cung đã trói Ngài với vẻ thô tục và tàn bạo của các bọn lý hình. Những người này là người dân ngoại thuộc giai cấp cuối cùng. Họ để hở cổ, đôi cánh tay và đôi bắp chân. Họ nhỏ người, lực lưỡng và nhanh nhẹn. Nước da đỏ nhạt. Họ giống như những người nô lệ Ai Cập vậy. Họ trói đôi tay Chúa một cách rất tàn ác, với những sợi dây mới và rất cứng. Họ buộc cổ tay phải của Ngài dưới cánh tay và cổ tay trái dưới cánh tay phải. Họ cuốn quanh mình Ngài một dây lưng có lởm chởm các mũi nhọn và dùng dây mây trói chặt đôi bàn tay Ngài vào đó. Họ quàng vào cổ Ngài một vòng kiềng cũng có nhiều mũi nhọn. Từ đó ròng xuống 2 dây đai bắt chéo trước ngực và được thắt chặt vào dây lưng. Họ lại buộc vào 4 sợi dây thừng dài vào dây lưng. Nhờ đó, các tên ác ôn này lôi kéo Ngài tứ phía. Họ đốt thêm nhiều ngọn đuốc, rồi đám người dữ tợn bắt đầu chuyển bước. Đi tiên phong là 10 người lính, rồi đến các lý hình. Họ dùng các dây thừng mà lôi kéo Chúa. Tiếp đến là các người biệt phái không ngừng lăng mạ Ngài. Đám vệ binh còn lại đi cuối cùng. Các môn đệ chạy trốn tán loạn, vừa chạy vừa kêu la như những kẻ mất vía. Chỉ có một mình Gioan Marco là theo Chúa Giêsu. Các người biệt phái đã truyền cho đám lính phải bắt người trẻ tuổi này. Lập tức vài người đã trở lại và bắt ông, nhưng ông đã vớt lại tấm khăn choàng và tẩu thoát. Các lý hình đã hành hạ Chúa Giêsu cách độc ác tinh vi. Họ làm thế trước là để lấy lòng các người biệt phái, những kẻ đầy tức giận và chua chát đối với Chúa. Chúng dẫn Ngài qua các con đường xấu nhất, lởm chởm đá sỏi, và dùng các dây thừng lôi kéo Ngài thật mạnh. Chúng cầm tay nhiều sợi dây khác có nhiều nút và dùng các dây đó đánh Ngài như một tên đồ tể đánh con vật mà hắn dẫn tới lò sát sinh. Đồng thời, chúng mắng nhiếc và lăng mạ Ngài thậm tệ. Chúa Giêsu đi chân không, ngoài mặc một áo nẹp làm bằng 2 miếng vải phủ xuống lưng và ngực, một áo lót dài bằng len không đường khâu và một áo khoác choàng bên ngoài. Tôi quên nói rằng, lúc đến bắt Chúa Giêsu, các kẻ thù Ngài đã không xuất trình một giấy tờ nào ra lệnh bắt Ngài. Người ta đã xử với Ngài như một kẻ ở ngoài vòng pháp luật. Đoàn người đó bước đi thật vội vã, sau khi lìa con đường phân cách vườn cây dầu với Gethsemane. Họ hướng về phía đông và chẳng bao lâu tới một cây cầu bắc qua suối Cetron. Cây cầu này rất dài. Trước khi người ta tới đó, tôi đã thấy Chúa té ngã 2 lần vì bị lý hình lôi kéo mạnh. Khi tới giữa cầu, chúng thả hết ga cho các hành động tàn ác. Từ trên cầu cao, chúng xô nhào Chúa xuống dòng suối trong tình trạng bị xiềng xích như thế và bảo Ngài uống đi cho đã khát. Nếu không có ơn nâng đỡ đặc biệt của Thiên Chúa, cái té ngã này chắc hẳn đã làm Ngài mất mạng rồi. Ngài té úp trên một tảng đá nhấp nhô mặt nước. Nếu Ngài không dùng đôi bàn tay mà che mặt, chắc chắn mặt Ngài đã bể tan nát rồi. Đôi tay ấy đã rời khỏi dây lưng.
Tôi không biết có phải đó là ơn cứu giúp bởi trời hay vì bọn Lý Hình đã cởi ra. Dấu vết đôi đầu gối, đôi chân, đôi khuỷu tay và đôi bàn tay ngài được in trên đá tảng. Về sau, những dấu lạ này đã được các Kitô hữu tôn kính. Như thế là đá tảng cũng còn mềm hơn lòng con người, và vào cái giờ kinh khủng ấy, nó nhận lấy dấu ấn mà chân lý đã ghi tạc trên nó. Chúa Giêsu vẫn chưa dịu bớt được cái khát dữ dằn do cơn hấp hối tại vườn cây dầu. Khi đó tôi thấy Ngài uống nước Cê-trôn, và tôi nghe Ngài nói rằng vào giờ này lời tiên báo trong Thánh Vịnh đã được thực hiện. Trên đường đi Ngài sẽ uống nước suối. Thánh Vịnh 109. Các Lý Hình đứng trên cầu vẫn luôn luôn giữ Chúa bằng các sợi dây thừng cột vào Ngài. Họ không thể nào kéo Ngài lên lại vì thành cầu khá cao, nên họ đi lộn lại, kéo Ngài qua suốt lòng suối một lần nữa, rồi họ kéo Ngài tới đầu cầu. Khi đó những tên khốn kiếp này đã đẩy Ngài lên cầu với những tiếng lăng nhục, những lời chửi rủa và đánh đập. Tấm áo dài bằng len của Ngài hóa nặng vì ướt đẫm và dính sát vào thân mình Ngài. Ngài bước đi thật khó khăn, và khi tới đầu cầu bên kia, Ngài lại té ngã. Họ mạnh tay kéo Ngài dậy, dùng các khuỷu tay đánh Ngài và cột lại tấm áo dài ẩm ướt của Ngài vào dây lưng. Họ nói đó là lối trang điểm của Ngài để mừng lễ vượt qua. Vẫn chưa tới nửa đêm khi tôi thấy Chúa Giêsu trên bờ đối diện thung lũng Cê-trôn, bị lôi kéo đi một cách tàn nhẫn bởi bốn Lý Hình giữa một đường mòn chật hẹp, giữa những đá, sỏi và các cây gai nhọn. Sáu người biệt phái đi bên cạnh Ngài. Họ dùng gậy đẩy Ngài, đâm Ngài và đánh Ngài. Khi thấy đôi bàn chân Ngài bị xé nát vì sỏi đá và gai góc, họ chế giễu Ngài thậm tệ. Một người nói, Gioan Tẩy Giả, tiền hô của hắn đã không sửa soạn cho hắn một con đường tốt hơn. Một người khác nói, ta sai thiên sứ của ta đi trước mặt con để dọn đường cho con. Lời ấy có ứng nghiệm gì lúc này đâu. Và một người thứ ba, tại sao hắn không cho người tiền hô của hắn phục sinh để ông ấy sửa lại đường cho hắn? Những lời ấy làm cho họ phá lên cười thật là bỉ ổi và kích thích bọn Lý Hình đối xử tàn bạo hơn với Chúa. Chẳng bao lâu họ nhận thấy rằng nhiều người đã xuất hiện lẻ tẻ đó đây ở đằng xa. Quả nhiên, nghe đồn Chúa bị bắt, nhiều môn đệ đã từ Betaphage và từ nhiều nơi khác đổ tới để xem chuyện gì đã xảy ra cho thầy của họ. Khi ấy, các kẻ thù Chúa Giêsu vì sợ người ta đến tấn công để giải thoát Ngài, nên theo như thỏa thuận, họ ra hiệu cho các toán quân đang chiếm đóng ở Ophen đến tiếp viện. Ngay tức khắc, tôi thấy một toán quân 50 người ra khỏi cửa thành, nhiều người cầm đuốc sáng. Họ trắng trợn, hung hăng và la lối ôm sờm để loan báo việc họ đến và để mừng chiến thắng của những kẻ đã bắt được Chúa Giêsu. Vào lúc họ họp đoàn với toán quân bắt Chúa, tôi thấy Manco và nhiều người khác lợi dụng cảnh ồn ào để lẻn tránh xa đám hậu quân và trốn về phía núi cây dầu. Khi toán quân này ra khỏi Ophen với nhiều ngọn đuốc thắp sáng, những môn đệ lẫn quẩn ở đằng xa quanh đám người bắt Chúa đã bỏ đi. Đức Thánh Trinh Nữ, lòng tràn ngập lo âu, đã tới thung lũng Josaphat. Cùng đi với Ngài có Maria Mai Đệ Liên, Maria Cleopha, Maria Salome, bà Maria mẹ của Marco, bà Sajana,
Joanna, Chusa, Veronica và con trai ông Simeon. Khi nghe thấy nhiều tiếng hò la và thấy các ngọn đuốc của hai toán quân nhập lại với nhau, Đức Thánh Trinh Nữ ngất đi. Các phụ nữ cùng đi dìu Ngài về nhà bà Maria, mẹ của Marco. 50 người lính đã được tách ra từ một đoàn quân 300 người đang chiếm đóng Ophel. Có việc chiếm đóng này là vì tên phản bội Juda đã cho các tư tế biết rằng đám dân cư Ophel phần lớn là các người thợ nghèo, gánh nước và gánh củi để phục dịch đền thờ, là những người theo Chúa Giêsu nhiệt thành nhất. Phải sợ vấn đề, họ cố gắng giải thoát Ngài. Kẻ phản bội chưa biết rằng Chúa Giêsu đã giảng dạy, an ủi, cứu giúp và chữa lành một số lớn trong nhóm những người khốn khổ này. Chính tại Ophel, Ngài đã chữa lành phần lớn những người thợ bị thương do tháp Siloe đổ xuống. Sau lễ linh giáng, phần lớn đã đoàn tụ với cộng đoàn các Kitô hữu tiên khởi. Bị thức giấc vì tiếng ồn ào của bọn lính, đám dân cư tốt lành ở Ophel đã chạy ra các đường phố và các cửa thành để coi có chuyện gì. Nhưng bọn lính vừa tàn bạo xua họ vào nhà vừa la lớn: Giêsu, kẻ bất lương, ông tiên tri giả của các ngươi vừa bị bắt rồi. Vị thượng tế sẽ dẹp tan các cuộc sách động của hắn. Hắn sẽ không thoát khỏi bị đóng đinh vào thập tự giá. Lập tức, trong khắp cả thành phố, người ta chỉ còn nghe thấy những tiếng rên rỉ và khóc than. Những con người tội nghiệp này, cả đàn ông lẫn đàn bà đều chạy lăng xăng và khóc nức nở hay quỳ sụp xuống trời và để cao rao các ơn lành của Chúa Giêsu. Nhưng bọn lính đánh đập họ, ép buộc họ phải về nhà. Chúng nói: đây quả là bằng chứng cho thấy hắn là một kẻ làm khó, gây nên náo loạn dân chúng. Tuy nhiên, vì sợ rằng nếu dùng bạo lực thái quá, đám dân ấy sẽ nổi loạn, nên bọn lính chỉ ngăn chặn, không cho họ đến gần con đường Chúa Giêsu sắp đi qua. Khi tới gần cửa Ophel, Chúa Giêsu lại té ngã. Ngài có vẻ như không thể nào bước đi được nữa. Nhân dịp này, một người lính đã cảm thương nói với các lính khác: các anh thấy rõ là ông ta không thể đi xa hơn được nữa. Nếu muốn dẫn ông ta đến được với các thượng tế mà còn sống, hãy nới các dây thừng cột tay ông ra một chút, để ít ra ông ta còn có thể chống đỡ khi nào bị té. Đám người bắt Chúa dừng lại và các lý hình nới lỏng các dây trói Ngài. Khi đó, một người lính khác có lòng thương hại đã cho Ngài uống một chút nước mà anh ta đã múc từ một giếng gần bên. Chúa Giêsu cảm ơn anh ta bằng cách trích dẫn một đoạn trong các tiên tri mà ở đó nói về nước hằng sống. Nhưng các người bị phái chế nhạo, tố cáo Ngài là khoe khoang, khoác lác và nói lộng ngôn. Họ bảo Ngài hãy ngưng các lời lẽ trống rỗng đó và nói thêm rằng từ nay Ngài sẽ chẳng còn phải cho người hay vật nào uống nước nữa. Có lời mặc khải cho rằng hai người lính có lòng cảm thương Chúa đã lãnh nhận ơn tác động và soi sáng nội tâm. Họ đã trở lại trước Chúa Giêsu chịu chết và về sau đã gia nhập giáo hội. Đoàn người lại tiến bước và trèo lên một ngọn đồi trong khi vẫn tiếp tục hành hạ Chúa. Rồi họ tới cửa Ophel. Dân cư ở đây đón Ngài với những tiếng kêu đau đớn làm tan nát cõi lòng. Bọn lính rất khó mà chế ngự đám đông, những người đàn ông và đàn bà ào ạt kéo đến từ tứ phía. Họ quỳ gối, giang hai tay mà kêu lớn: xin thả người này cho chúng tôi, xin hãy thả người này cho chúng tôi, từ nay ai sẽ cứu giúp chúng tôi?
Ai sẽ an ủi chúng tôi? Ai sẽ chữa lành cho chúng tôi? Xin thả người này cho chúng tôi. Thật là một quang cảnh não lòng khi thấy Chúa xanh xao, biến dạng, bị bầm tím, mái tóc rối tung, áo dài váy đầy bùn, bị lôi kéo bằng nhiều sợi dây, bị đẩy đi bằng nhiều nhát gậy, như một con vật để cho người ta đem đi xác tế bởi những tên lý hình gần như trần trụi và nhiều tên lính sắt láo. Trước cảnh tượng này, đám đông dân cư Ophel đã lớn tiếng kêu than khóc lóc. Họ giang tay về phía Ngài, những cánh tay trước đây Ngài đã cứu chữa khỏi bất toại. Họ kêu cầu Ngài với tiếng nói mà Ngài đã hoàn lại cho họ. Họ nhìn theo Ngài bằng những đôi mắt đẫm lệ, những đôi mắt đã được Ngài chữa khỏi mù lòa. Trong thung lũng Cetron, nhiều người thuộc đám tiện dân đã được bọn kẻ thù Chúa sai đến. Họ đã hợp đoàn với nhóm người dẫn Chúa. Bị bọn lính xúi dục thôi thúc, họ bắt đầu lăng nhục thậm tệ những người dân Ophel tốt lành. Sau khi vượt qua nhiều dãy phố, nhóm người bắt Chúa quay về hướng nam. Họ đi lên phía núi Sion và tới nhà Anna. Trên suốt đoạn đường này, người ta không ngừng lăng nhục và hành hạ Chúa Giêsu. Cả một đoàn người vô lại, đông đảo, kéo ra khỏi thành phố. Thế là những kẻ lăng nhục và hành hạ Chúa lại được dịp tăng gấp bội các hành động tàn ác của họ. Từ núi Cây Dầu cho tới nhà Anna, Chúa Giêsu đã ngã 7 lần. Đám dân cư Ophel đang còn chìm ngập trong đau đớn và khiếp sợ thì một chuyện ngẫu nhiên xảy đến làm tăng nỗi xúc cảm của họ. Các vị thánh nữ lại dẫn Đức Rất Thánh Trinh Nữ qua xóm Ophel tới nhà bà Maria mẹ của Marco ở dưới chân núi Sion. Khi thấy người mẹ đáng thương của Chúa, đám dân tốt lành ấy rên rỉ và than khóc. Họ chen chúc nhau chung quanh Đức Maria tới nỗi hầu như Ngài được dân chúng nâng bổng lên. Đức Maria lặng thinh vì đau đớn. Khi vào nhà mẹ của Marco rồi người vẫn im lặng. Mãi tới lúc Gioan đến, người hỏi Gioan có biết tin về Chúa. Rồi người cất tiếng khóc lớn. Môn đệ này đã kể cho người nghe tất cả những gì xảy ra kể từ khi Chúa ra khỏi nhà tiệc ly. Phêrô và Gioan theo Chúa Giêsu xa lạ, nhưng vừa khi đám người bắt Chúa đi vào thành phố, hai ông đã vội vàng đi tới nhà vài gia nhân của các thượng tế có quen biết Gioan để có thể vào trong sân các thượng tế, nơi người ta vừa dẫn thầy của các ông tới. Các gia nhân này là những người đưa tin của phòng trưởng ấn. Họ có nghĩa vụ chạy rảo khắp thành phố để đánh thức và tập hợp các trưởng lão và các quan chức của đền thờ. Họ sẵn lòng thuận theo lời xin của hai ông, nhưng họ không tìm ra phương thế nào khác nên phải mặc cho hai ông các tấm áo khoác của những người đưa tin và cho các ông đem giấy đi mời. Nhờ ở lối cải trang này, các ông có thể vào trong tòa án của Caipha, nơi chỉ có những kẻ được mua chuộc bằng tiền, các quân nhân và các người làm chứng gian mới được vào. Vì Nicodemo, Giuse, Arimati và vài người bạn thân khác của Chúa Giêsu là thành viên của công nghị, nên hai tông đồ nhận trách nhiệm mời họ tới dự hội. Chắc hẳn là các người biệt phái đã rất hài lòng khi được báo tin. Trong khi đó, bị Satan thúc đẩy, Giuđa chạy lang thang như một kẻ mang trọng tội mất trí. Hắn băng qua các hố đầy những đồ dơ bẩn và các đống điêu tàn quanh thành Jerusalem. Chương 7.
Cảnh tượng thành Jerusalem. Anna và Caipha được báo tin ngay về việc bắt Chúa Giêsu và một sinh hoạt sôi động đã diễn ra. Các căn phòng của pháp đình được thắp sáng, các cửa ra vào được canh gác cẩn thận. Những người đưa tin chạy rảo khắp thành phố để mời các ký lục, trưởng lão và tất cả các thành viên của đại công nghị tới họp. Hơn nữa, nhiều người trong nhóm họ đã ở lại nhà Caipha sau âm mưu phản bội của Giuđa để chờ kết quả. Vì các người biệt phái, sa đốc và đảng viên Herode trong khắp xứ đều quy tụ về Jerusalem để mừng lễ, nên các thành viên đại công nghị đã bàn với họ về ý định bắt Chúa Giêsu. Vì thế, các thượng tế triệu tập tất cả những ai được coi là kẻ thù chống Chúa hăng say nhất, truyền cho họ phải thu thập và đem tới pháp đình tất cả những gì họ có thể dùng làm chứng cớ và chứng từ chống Chúa. Ngoài ra, vào lúc này, Jerusalem còn quy tụ nhiều kẻ gian ác khác ở Nazareth, Capernaum, Tisa, Gavada, Josaphat, Silo, vân vân. Những kẻ mà Chúa Giêsu vẫn thường làm cho hổ thẹn trước mặt dân chúng bằng cách nói thẳng sự thật trước mặt họ. Bị thúc đẩy bởi sự ghét ghen và cuồng giận, họ tìm kiếm một số kẻ khốn nạn mà họ có thể mua chuộc với giá tiền để lấy lời khai chống Chúa. Tất cả các kẻ thù của Chúa đều lần lượt kéo nhau tới tòa án của Caipha. Chúng được những người biệt phái, các ký lục và đồng đảng của họ tại Jerusalem hướng dẫn. Giữa đám đông này, người ta nhận thấy nhiều lái buôn mà Chúa Giêsu đã đuổi khỏi đền thờ, nhiều ông tiến sĩ kiêu căng mà Ngài đã công khai dồn vào chỗ bí, và có lẽ còn có vài người trong số những người vẫn còn mang hận với Chúa vì Ngài đã làm họ lúng túng và phải thú nhận mình lầm khi Ngài lên 12 tuổi. Thêm vào gần đó kẻ thù, còn có nhiều tội nhân không thống hối mà Ngài từ chối không chữa lành, nhiều kẻ tội lỗi tái phạm và lại phải chịu bệnh tật, nhiều người trẻ đầy tham vọng mà Ngài đã không muốn nhận làm môn đệ Ngài, nhiều kẻ thừa kế tham lam, phẫn nộ về việc Ngài đã dạy phân phát cho các người nghèo nhiều của cải mà họ hy vọng chiếm được, hay đã chữa lành những con người mà họ trông đợi quyền thừa kế. Những kẻ dâm dật mà những người đồng lõa với chúng đã được Ngài làm cho quy chánh. Nhiều kẻ nịnh bợ hèn hạ đối với các đam mê xấu của tha nhân. Sau cùng là nhiều bộ hạ khác của Satan, những kẻ thù không đội trời chung với nếp sống thánh thiện và càng thù nghịch với đấng chí thánh. Tất cả các lớp bọc của dân Do Thái này được xách động bởi những kẻ thù của Chúa đang dần dần chuyển động và từ tứ phía đổ về dinh Caipha để cáo gian chiên con đích thực không tì vết, đấng xóa tội trần gian về hết mọi tội ác và để làm nhơ nhớp Ngài bằng các hành vi tội ác của họ, những tội ác mà Ngài đã lãnh lấy trên mình, đã mang vác và chuộc đền. Trong khi các đám đông nhơ uế này bị xách động như thế, nhiều người bạn thân của Chúa Giêsu lại lo lắng, buồn sầu tột độ. Vì không biết rõ các hoạt động bí mật này, họ đi lang thang đây đó để săn tin. Nếu họ bày tỏ niềm cảm thương của họ thì người ta xua đuổi họ. Nếu họ im lặng, người ta lại tỏ bộ mặt khinh khỉnh đối với họ. Nhiều người khác yếu đuối và do dự, cho dẫu có ý hướng tốt, đã sa vào trước cám dỗ, đâm ra nản lòng và gần như mất niềm tin. Con số những người còn trung tín chẳng được bao nhiêu. Tình cảnh lúc bấy giờ cũng như ngày nay, người ta vui lòng làm Kitô hữu khi nào tôn giáo được tôn trọng,
nhưng người ta lại xấu hổ vì thánh giá khi nào thánh giá bị khinh chê. Nhưng từ lúc đầu, có nhiều người đã xúc động mạnh khi thấy Chúa phải chịu biết bao điều tàn ác mà vẫn không than van, và họ đã rút lui, im lặng và nản lòng. Các nghi lễ tôn giáo và việc sửa soạn đại lễ đã kết thúc, và dân cư của thành phố lớn đã ngủ được một giấc say. Khi cái tin Chúa Giêsu bị bắt làm cho tất cả các bạn hữu và cũng như kẻ thù Chúa phải thức giấc. Từ hết mọi địa điểm trong thành phố, những người được triệu tập do phái viên của các vị thượng tế bắt đầu lên đường. Dưới ánh sáng trăng và ánh sáng của các ngọn đuốc, họ qua các đường phố tối mờ và hoang vắng. Hết mọi người đều hướng lên khu phố Sion, nơi đang chiếu sáng nhiều ngọn đuốc, và ở đó người ta đang kêu la ầm ĩ. Người ta nghe thấy rải rác chỗ này chỗ nọ có tiếng gõ cửa để đánh thức những người còn đang ngủ. Từ mọi khu phố của kinh thành đều nổi lên tiếng ồn ào, và gia nhân đi theo các nhân vật được triệu tập để xem sự việc sắp xảy ra và để kể lại tin tức cho những kẻ ở nhà. Có tiếng đóng then cài chốt và đặt chướng ngại vật tại nhiều cửa ra vào, vì người ta sợ dân chúng nổi loạn. Nhiều người qua lại bị chặn bước và bị tra hỏi. Cả ngàn lời lẽ đầy ác ý được truyền đi. Lazaro và các chị em chàng sắp thấy rõ là họ liên kết với ai. Joanna Chusa, Susanna, Salome và bà mẹ của Marco sẽ hối hận về sự tận tâm của họ, nhưng quá muộn rồi. Serafia sẽ buộc lòng phải chịu hạ mình trước mặt chồng, vì ông đã thường xuyên khiển trách bà về những liên lạc với người Galilee ấy. Những kẻ hùa theo người gây rối và cuồng tín này, nếu trước đây họ tỏ ra thương hại những ai không chia sẻ các ý kiến của họ, thì bây giờ nhiều kẻ lại chẳng biết ẩn mình nơi đâu nữa. Người ta sẽ chẳng còn trải áo và các cành cây, lá dừa dưới chân lừa ông ta cởi nữa. Những kẻ giả hình ấy, những người luôn luôn muốn tỏ vẻ mình tốt hơn người khác ấy, chắc chắn sẽ bẻ mặt vì người Galilee này. Lúc này thì mọi sự rồi sẽ sáng tỏ, vân vân. Đó là lời lẽ của nhiều người tức giận đối với các gia đình đã tận tâm ủng hộ Chúa Giêsu, và đặc biệt là đối với các vị thánh nữ, vì ngay từ lúc đầu các bà công khai làm chứng Chúa. Nhưng tại nhiều nơi, người ta nhận tin với nhiều thiện cảm hơn. Một số người hoàn toàn bị xúc động, nhiều người khác than thở trong im lặng, hay tìm cách thổ lộ với một người bạn có thể chia sẻ các tâm tư của họ. Có ít người công khai bày tỏ niềm cảm thương đối với Chúa Giêsu. Tuy nhiên, không phải tất cả các kinh thành đều bị đánh thức. Người ta chỉ thức giấc tại những nơi mà các phái viên mang tới nhiều lệnh triệu tập, và tại những nơi mà nhóm biệt phái tới kiếm những chứng nhân gian dối. Dường như thể người ta thấy lóe lên từ tứ phía trong thành Jerusalem những tia lửa phẫn nộ và thù ghét. Chúng tràn qua các đường phố, hợp lại với nhau như một con sông lớn để đổ dồn về phía Sion trên ngôi nhà của Caipha. Bọn lính Roma chẳng tham dự chút nào vào những chuyện đang diễn ra, nhưng các đội quân của họ hợp đoàn với nhau và các địa điểm của họ được tăng cường. Họ chú ý quan sát tất cả những gì xảy ra. Họ vẫn luôn luôn canh chừng như thế vào thời gian lễ vượt qua, vì có rất đông khách lạ tuấn đến. Người Do Thái tránh tới gần những nơi canh gác. Các vị thượng tế đã cẩn thận thông báo cho Phi-la-tô về lý do khiến họ đã cho lính chiếm đóng khu phố Ô-phen và phần núi Sion. Giữa đôi bên vẫn có sự ngờ vực lẫn nhau.
Philato không ngủ. Ông nhận các bản báo cáo và ra các lệnh cần thiết. Vợ ông nằm nghỉ, bà ngủ một giấc ly bì và bị náo động. Người ta nghe thấy bà rên rỉ và thở dài như đang bị một cơn ác mộng. Không có ở khu phố nào người ta biểu lộ một mối xúc động mạnh đối với Chúa Giêsu cho bằng trên đồi Ophen, nhất là các người thợ công nhật và những người nghèo khó phục dịch đền thờ. Bị đánh thức đột ngột giữa đêm khuya thanh vắng, họ đã hoảng hốt sợ hãi khi nghe cái tin kinh hoàng. Sau đó không lâu, họ đã thấy vị tôn sư thánh thiện của họ như một bóng ma đen ghê gớm đi qua trước mắt họ. Ngài là ân nhân của họ, Ngài đã từng nuôi dưỡng và chữa lành họ. Lúc này, Ngài đã hoàn toàn biến hình đổi dạng vì những lối cư xử giả man. Sau cùng, niềm cảm thương của họ lại càng dấy lên mạnh mẽ khi nhìn thấy người mẹ đau khổ của Chúa Giêsu có các phụ nữ thánh thiện bao quanh. Ôi chao, thật là một quang cảnh buồn thảm khi thấy Đức Maria và các bà bạn thân của người đầy sợ hãi kinh hoàng chạy rảo các đường phố giữa đêm đen như thế. Khi thì các bà buộc lòng phải ẩn mình tại một xó tối nào đó vì một đội quân thô bạo tới gần. Khi thì người ta lăng mạ các bà như những người đàn bà trắc nết. Các ngài còn thường xuyên nghe thấy các lời chế giễu thâm độc đối với Chúa Giêsu. Ít khi nghe thấy có ai nói lời cảm thương Ngài. Sau cùng, lúc đã tới nơi trú ngụ, các bà gần như ngã quỵ vì bệnh sức. Các bà ôm nhau khóc nức nở, có tiếng gõ vào cửa, các bà âu lo nghe ngóng, lại tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và e ngại. Chắc hẳn kẻ thù không gõ như thế. Các bà run run mở cửa, đó là một người bạn hay phái viên mà một người bạn của Chúa gửi đến. Các bà vây quanh người ấy mà hỏi han và nghe kể nhiều nỗi đau đớn mới. Không thể nào ở yên cho được. Một lát sau các bà lại chạy đi để biết thêm tin tức, rồi các bà lại trở về với nỗi buồn tăng thêm gấp bội. Phần lớn các tông đồ và môn đệ đều run sợ đi lang thang trong các thung lũng chung quanh Jerusalem hay ẩn mình trong các hang động tại núi Cây Dầu. Họ cứ đổi chỗ ẩn náu luôn và lần lượt lân la tới gần thành phố. Nhiều người lẻn vào trại tạm trú của các khách ngoại lai để tìm kiếm tin tức nơi những người mà họ quen biết hay để gửi phái viên vào thành phố. Nhiều người khác leo lên núi Cây Dầu chăm chú nhìn các bó đuốc di động và lắng nghe những tiếng ồn ào vang lên tại Sion. Họ nghĩ tới hàng ngàn giả thuyết khác nhau rồi lại xuống thung lũng để tìm các tin tức rõ ràng và chắc chắn hơn. Sự náo động vẫn không ngừng tăng mạnh chung quanh pháp đình của Caipha. Khu vực thành phố này chiếu sáng bằng ánh chói lọi của các ngọn đuốc và đèn lồng. Chung quanh thành Jerusalem, người ta nghe thấy vang rền tiếng kêu của nhiều súc vật được các người khách lạ dẫn tới để mừng lễ vượt qua. Giữa sự yên tĩnh của đêm thanh, thật cảm động biết bao khi nghe tiếng kêu be be của vô số chiên con sắp sửa chịu xác tế ngày hôm sau trong đền thờ. Chỉ có một con chiên sẽ chịu xác tế vì muốn chịu xác tế. Ngài không hề mở miệng, Ngài im lặng như một con cừu bị người ta dẫn tới lò xác sinh, như chiên con trước người thợ xén lông. Đó là chiên vượt qua đích thực, là chiên con tinh tuyền không tì tích, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trên các quang cảnh gây cảm xúc này, bầu trời thật là kỳ lạ, buồn thảm, tang thương. Mặt trăng nhô lên với dáng bị đe dọa, bị che tối và như kinh hoàng khiếp sợ.
có thể nói được rằng nó đang run rẩy mà mọc cao lên tới độ tràn đầy, vì chính khi đó là lúc Chúa phải chết. Hỏa ngục được cởi xích đang cám dỗ người ta ở khắp nơi, xô đẩy người ta vào vòng tội lỗi. Gánh nặng của chiên con trở nên nặng nề hơn mỗi khi sự cuồng giận của Satan tăng mạnh. Nó cố làm cho Ngài náo loạn và trệch đường. Chiên con lãnh lấy trên mình Ngài tất cả gánh nặng ấy. Nhưng Satan muốn tội lỗi, và nếu người công chính này không phạm tội, nếu Ngài không sa trước cám dỗ, thì ít ra những kẻ thù của Ngài phải chết trong tội ác của chúng. Các thiên thần thì bị giằng co giữa nỗi đau đớn và niềm hân hoan. Các ngài mong ước phủ phục trước ngai tòa Thiên Chúa để xin phép đem ơn cứu giúp đến cho Chúa Giêsu. Nhưng trong sự ngạc nhiên, các ngài chỉ còn biết thờ lại cái phép lạ giữa phép công bình và lòng thương xót của Thiên Chúa. Phép lạ mà từ trước muôn đời vốn đã có ở trong Thánh Cung Thiên Quốc, và là phép lạ vào giờ này bắt đầu được thực hiện trong thời gian trên trái đất này. Tất cả những điều trên đây chỉ diễn tả lại một cách rất yếu ớt cái quang cảnh kinh hoàng tôi đã nhìn thấy. Quang cảnh này đã khơi dậy trong trái tim đầy tội lỗi của tôi lòng sám hối, niềm cảm thương và hy vọng. Vì đây là giờ mà phép công bình và lượng thương xót vô biên đã gặp nhau, đã thấu nhập vào nhau để bắt đầu thực hiện công cuộc cao cả và thánh thiện của tình yêu tối cao. Đó là đánh phạt tội lỗi loài người trong một vị nhân thần và chuộc đền tội lỗi ấy qua vị thần nhân. Chương 8. Chúa Giêsu trước mặt Anna. Vào khoảng nửa đêm, Chúa Giêsu đã được dẫn vào dinh Anna. Ở một phía căn phòng, người ta đưa Ngài vào. Anna ngồi trên một bục cao, có sự tham dự của 28 viên cố vấn. Một cầu thang nhiều chỗ ngừng chân dẫn tới căn phòng. Phòng này ăn thông với phòng bên trong cung điện qua một cửa sau. Chúa Giêsu vẫn còn bị bao quanh bởi một phần bọn lính đã bắt Ngài. Bọn lý hình kéo Ngài tới chỗ trên bục. Phần còn lại của căn phòng chật ních những lính tráng, những người thuộc đám tiện dân, bọn gia nhân của Anna, các kẻ thù của Chúa Giêsu và các chứng nhân gian trá. Bọn người này về sau cũng lại kéo tới nhà Ca-i-pha. Anna nóng lòng sốt ruột đợi Chúa đến. Ông ta đầy quỷ kế, một niềm vui thâm độc và ngạo nghễ lộ hẳn trên khuôn mặt ông. Ông ta chủ tọa một tòa án có trách nhiệm lo về sự tinh tuyền của giáo lý và trao nộp những người có lỗi cho vị thượng tế. Chúa Giêsu xuất hiện trước Anna, xanh xao, im lặng, phủ đầy buồn và đã mệt lử, đôi tay bị trói và đầu cúi xuống. Anna, lão già gầy gò với bộ râu lưa thưa, cứng cỏi và kiêu căng, ông ta làm bộ không biết gì hết, có vẻ rất ngạc nhiên về chuyện Chúa Giêsu bị bắt. Ông mỉm cười nói với Ngài bằng những lời đại loại như sau: "Thế nào, chính ngươi là Chúa Giêsu Nazareth đấy à? Vậy các môn đệ của ngươi hiện ở đâu? Bọn đồ đảng đông đảo của ngươi lúc này ở đâu cả rồi? Vương quốc của ngươi đã đi tới chỗ bế tắc. Ngươi chẳng còn nhục mạ ai được nữa chứ?" Người ta thấy rằng đã quá đủ những lời lộng ngôn, những lời lăng mạ các tư tế, những vụ vi phạm ngày hưu lễ rồi. "Các môn đệ của ngươi ra sao? Ngươi im lặng à? Nói đi chứ, kẻ sách động, kẻ xúi dục. Ngươi đã chẳng ăn chiên vượt qua cách khác thường,
vào một giờ và tại một nơi bị cấm đó sao? Vậy ra ngươi muốn đưa ra một thứ giáo lý mới đó hả? Ai đã cho ngươi quyền giảng dạy? Ngươi đã học ở đâu? Nói đi chứ, giáo lý của ngươi là giáo lý gì? Chúa Giêsu mệt mỏi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Anna và trả lời: Tôi đã nói cách công khai cho mọi người. Tôi đã luôn giảng dạy trong hội đường và trong đền thờ, nơi người Do Thái vẫn quy tụ. Và tôi đã chẳng nói gì là bí mật. Tại sao lại hỏi tôi? Hãy hỏi những người đã nghe tôi nói. Họ biết rõ tôi đã dạy gì. Nghe những lời ấy, sự bực tức, phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt Anna. Một tên lý hình khốn nạn nhận thấy điều đó, hắn dùng bàn tay có bao sắt tát vào miệng và má Chúa và nói với Ngài: Ngươi trả lời vì thượng tế như thế hả? Lão đảo vì đòn đánh mạnh và bị bọn lý hình xô đẩy tàn bạo, Chúa Giêsu té ngã trên các bậc của bục cao và máu chảy ra trên mặt Ngài. Lập tức căn phòng vang lên những tiếng cười như pháo rang, những tiếng hoan hô và lăng mạ. Người ta nâng Chúa dậy và còn hành hạ Ngài nữa. Ngài bình tĩnh nói: Nếu tôi nói sai thì hãy chỉ cho biết sai ở chỗ nào. Nếu tôi nói đúng thì sao lại đánh tôi? Giận dữ vì sự bình thản của Chúa Giêsu, Anna yêu cầu những người hiện diện nhắc lại tất cả những gì người ta đã nghe Ngài nói. Khi đó nổi lên một tiếng ồn ào hỗn độn gồm các tiếng kêu la và những lời lăng mạ. Hắn nói là vua, Thiên Chúa là cha hắn, và các người biệt phái là bọn ngoại tình. Hắn xách động dân chúng, hắn chữa bệnh vào ngày hưu lễ do quyền lực ma quỷ. Đám dân cư Ophen đã đoàn tụ chung quanh hắn như những kẻ điên cuồng và đã gọi hắn là Chúa Cứu Thế và tiên tri của chúng. Hắn tự xưng là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa. Hắn kêu tai họa cho Jerusalem. Hắn không giữ các ngày chay. Hắn ăn uống với bọn ô nhơ, với dân ngoại, với bọn thu thuế và tội lỗi. Hắn nằng lui tới với những người đàn bà ngoại tình và đồi bại. Mới đây, trước cửa Ophen, hắn còn nói với một người đem nước cho hắn uống rằng hắn sẽ ban cho y nước hằng sống muôn đời, và khi đó y sẽ chẳng bao giờ khát nữa. Hắn làm sai lạc dân chúng bằng những lời mờ ám. Hắn tiêu xài phung phí của cải người khác. Hắn lừa bịp những kẻ dễ tin bằng những lời lẽ trống rỗng về vương quốc của hắn, vân vân. Tất cả những lời tố cáo này nổi lên một hồi. Mỗi người đến thẳng trước mặt Ngài mà tố cáo với đủ mọi lời lăng mạ. Đồng thời bọn lý hình vừa lôi kéo vừa đẩy Ngài mà nói: Nói đi chứ, trả lời đi. Anna và các cố vấn của ông cũng nói với Ngài qua nụ cười chế nhạo: Cái giáo lý hay ho của ngươi là như thế đó, ngươi phải trả lời ra sao? Đúng thật đó là thứ giáo lý mà ngươi giảng dạy công khai và khắp cả nước đầy dẫy thứ giáo lý ấy. Ngươi không thể nói gì được ư? Tại sao ngươi không ra lệnh đi? Hỡi ông vua quyền thế, là người được Thiên Chúa sai, hãy minh chứng cho chúng ta cái sứ mệnh của ngươi đi. Chúa Giêsu khó lòng mà đứng vững. Anna tiếp tục nói với một vẻ khinh khi lạ lùng: Ngươi là ai? Vương quốc của ngươi ở đâu? Ai đã sai ngươi? Chúng ta biết ngươi là con của một anh thợ mộc tăm tối. Ngươi có phải là Elia, người đã lên trời trên một xe lửa không? Người ta bảo ông ấy vẫn còn sống. Và chính ngươi,
ngươi cũng có thể biến ra vô hình. Ít ra ngươi vẫn thường thoát khỏi tay chúng ta. Có lẽ ngươi là Malachi, người mà ngươi lấy các lời tiên tri đem khoe khoang áp dụng vào mình. Người ta cho rằng ông ấy không có cha, đó là một thiên thần, và ông ta không chết. Thật là dịp tốt để cho kẻ ngạo đời bảo người ta coi mình là Malachi. Hãy nói cho chúng ta hay, ngươi là vua thuộc loại nào? Ngươi cũng khoe mình còn cao trọng hơn cả Salomon. Thì được, ta tôn vinh ngươi. Khi đó, Anna truyền đem đến cho ông một miếng da dê dài gần một thước và rộng bằng ba ngón tay. Trên đó, ông dùng viết một loại những chữ lớn, kể ra tất cả những điểm người ta tố cáo Chúa. Sau khi đã cuộn tấm da lại, ông bỏ vào trong một trái bầu tròn, đậy nắp lại, rồi gắn vào đầu một gậy lao. Ông truyền đưa cây gậy cho Chúa Giê-xu và ông nói với Ngài bằng một giọng mai mỉa: Vương trượng của ngươi đấy, nó chứa tất cả các chức vị và quyền hành của ngươi. Ngươi hãy đưa tất cả các thứ đó tới vị Thượng Tế để Ngài nhìn nhận sứ mệnh và vương quyền của ngươi, và Ngài sẽ cư xử với ngươi theo chức vị tối cao của ngươi. Đôi bàn tay Chúa Giê-xu vốn đã bị trói lại bị cột thêm nữa. Người ta buộc vào đó cái vương trượng chế giễu kia. Rồi người ta dẫn Chúa tới dinh Ca-i-pha giữa những tiếng cười, những lời lăng mạ và những lối cư xử tàn tệ của dân chúng. Ngôi nhà của Anna chỉ cách nhà Ca-i-pha có 300 bước. Con đường này được soi sáng bằng nhiều đèn lồng và đầy những người Do Thái. Họ vùng vẫy la ó. Bọn lính phải vất vả nhiều để cầm giữ đám dân hạ lưu. Những người đã tham dự cuộc thẩm vấn của Anna nhắc lại trước mặt dân chúng những lời lẽ lăng nhục của ông ta, và Chúa Giê-xu đã bị hành hạ, sỉ vả suốt dọc quãng đường này. Tôi thấy nhiều người lính tàn nhẫn xua đuổi mấy người tỏ lòng cảm thương Chúa, nhưng lại tặng tiền cho những ai lăng mạ Ngài cách thô bỉ hơn, và để họ được vào sân nhà